chương 1571, nhánh cây, kiếm sát tộc biến trận, kiếm sát phương trở về. Giang giật phản ứng rất nhanh, lập tức để kiếm sát phương khống chế kiếm sát tộc biến trận, đem hắn tầng tầng bao khỏa đi vào, đồng thời mệnh lệnh kiếm sát phương trở về. Cục diện hôm nay xem tình huống là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn không phải dễ dàng buông thang người, hắn còn có mấy chục vạn kiếm sát tộc, hắn có sức liều mạng. Mà lại đám người này là bị thần bí đại trận đột nhiên tăng lên cảnh giới, cũng không phải là bọn hắn lúc đầu có cảnh giới, chiến lược khẳng định giảm bớt đi nhiều, hắn cũng không tin tưởng đại trận này có thể vĩnh cửu tăng phúc xuống dưới. Kia mấy trăm vạn thần vương đại quân hoàn toàn không cần cố kỵ, những người này linh hồn mặc dù đạt được tăng phúc, nhưng tương tự còn bị tiếng đàn ảnh hưởng, đôi mắt lúc thì đỏ một trận màu đen, không phát huy được tác dụng, duy nhất có thể sợ liền là kia mấy ngàn thần đế cấp cường giả, còn có hơn 200 phong hào thần đế cấp cường giả. Hiu hiu hiu, rất đánh thêm hạ xuống đại quân nổ bắn ra mà lên, giang giật lãnh mâu quét qua, quát lớn kiếm sát tộc, tề xạ. suy 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 suy, kiếm sát tộc cốt thứ bắn ra, như nồng đậm mưa châm nổ bắn ra mà xuống, đem bay vụt mà lên thần vương đại quân từng mảnh từng mảnh đập xuống mà xuống. Rất nhiều người chiến giáp bị đâm xuyên, bắn thành tổ ong vò vẽ tại chỗ chết đi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một vòng tề xạ ít nhất bị bắn chết hơn 10 vạn người, thần dương cốc biến thành luyện ngục. Một đám ngu xuẩn, các ngươi xông đi lên làm gì cự ly xa công kích. Du thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm lui về sau vạn trượt, nhìn thấy thoáng cái chết đi nhiều người như vậy, Du Thiên nghịch giống giận. Những cái kia thần vương đại quân lập tức đã có kinh nghiệm, không dám tới gần kiếm sát tộc, mà là cự ly xa phóng thích thần thông thiên lực công kích. Kiến tộc nhiều cắn chết tượng, bọn hắn công kích có lẽ không thể thoáng cái phá hủy kiếm sát tộc, nhưng mấy vòng mấy chục luân phiên công kích bên trong kiếm sát tộc tụ tập cùng một chỗ, cái kia chính là bia sông A, giang giật dám để cho kiếm sát tộc tản ra. Hiu hiu hiu, hơn 3.000 thần đế cấp cường giả cùng hơn 200 phong hào thần đế tiêu xạ mà đến, cảnh giới của bọn hắn đều tăng lên một cái cấp bậc, kia hơn 200 người trong đó có hơn phân nửa nhưng so sánh nhậm thiên phàm, còn có hơn 10 khí thức đều có thể so kỳ thanh trần. Những người này từng cái dữ dội không tưởng nổi, bay vụt mà đến cùng kiếm sát tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Vẹn vẹn một vòng công kích, kiếm sát tộc tổ bị phá hủy ít nhất vượt qua 5.000, kia hơn 10 khí thức nhưng so sánh kỳ thanh trần cường giả, tùy ý một kích kiếm sát tộc tụ nổ thành bột mịn, lực công kích hung tàn vô cùng ách nhìn xem kiếm sát tộc dùng tốc độ khủng khiếp bị phá hủy giang giật sắc mặt càng phát âm trầm theo cái tốc độ này xuống dưới không cần hai nén hương thời gian toàn bộ kiếm sát tộc liền bị phá hủy đến lúc đó hắn chỉ có thể mình trần ra trận mã lạc qua bích giang giật con mắt trở nên đỏ như máu hắn nổi điên không còn khống chế kiếm sát tộc ngăn cản công kích kia mấy ngàn người mà là nhao nhao khóa chặt phía dưới cùng bốn phía thần vương đại quân đã hắn không có đường sống liền để thần dương tộc mấy trăm vạn người cùng hắn chôn cùng, để thần dương tộc cốc biến thành địa ngục đi. Chắc lần này điên thần dương tộc bi kịch, bốn chu nhân nhiều lắm, kiếm sát tộc chấp hành giang giật mệnh lệnh, cốt thứ bay đầy trời chuyên tìm những cái kia thần vương đại quân công kích. Những người kia rất nhiều đều có trung phẩm thần khí chiến giáp, nhưng chiến giáp này căn bản ngăn không được cốt thứ công kích. Một cái kiếm sát tộc có 10 cái cốt thứ, mặc dù giờ phút này kiếm sát tộc thoáng cái tựu bị chém giết hết mấy vạn, nhưng còn lại gần 40 vạn kiếm sát tộc cộng lại tự có 400 vạn cái cốt thứ. A, à, a, à, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thần dương cốc, kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, thần dương tộc quân sĩ từng mảnh từng mảnh bị chém giết, song phương cảm giác giống như là đối hao tổn. Bất quá giang giật bên này là khôi lỗi, bên kia lại là người sống sờ sờ. Tản ra, tản ra, một đám ngu xuẩn, toàn bộ rời khỏi thần dương cốc đi, mau lui lại. Du thiên nghịch nhìn thấy mười mấy hơi thở thời gian, lại bị kiếm sát tộc chém giết 450 vạn người vội vàng nghiêm nghị giống to rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại nhao nhao hướng thần dương cốc bên ngoài bay đi nhưng bay ra ngoài cũng muốn thời gian đầy trời cốt thứ gào thét lại có hơn 200 trăm ngàn người như phá bao tải giáng xuống kiếm sát tộc chém giết phía dưới thương binh giang giật phát hiện thần dương tộc bọn chạy ra cốc bên ngoài con mắt màu đỏ quét qua nhìn thấy phía dưới còn có rất nhiều thương binh vội vàng quát lớn đầy trời mưa kiếm lập tức gào thét mà xuống hướng kia hơn 10 vạn không thể chạy trốn tổn thương bệnh đánh tới. Giang giật, dừng tay, nếu không ta giết người nữ nhân. Du thiên nghịch giận giữ bạo hống, nhưng giang giật tựa như không có nghe được. Bên cạnh nhậm thiên phàm đôi mắt nhất chuyển, đối sách theo y thiền gã cường giả kia quát lớn, người mang theo nàng sông vào kiếm sát tộc trong đại quân, đem cái này nữ nhân xem như tấm chắn. Xem giang giật có dám hay không giết, các người cũng đi, du thiên nghịch tỉnh ngộ lại, sách theo giang giật nữ nhân làm đáng tiến bài, Giang giật dám để cho kiếm sát tộc công kích có cái này bốn cái đáng tiến bài nhẹ nhõm có thể đến giang giật bên người, đem hắn chém giết. Hưu, bắt lấy doãn nhược băng địch linh nhi tô như tuyết bốn người lập tức một tay nắm lấy mấy người, điên cuồng hướng kiếm sát tộc bắn tới. Giang giật nhìn lướt qua tới, hổ khu chấn động, vội vàng khống chế kiếm sát tộc nhường ra một lối đi, nếu không mấy người sẽ bị kiếm sát tộc tươi sống cho đánh chết. Hưu, kia mười cái nhưng so sánh kỳ thanh trần cường giả phân biệt đi theo mấy người hướng giang giật bắn tới, chỉ cần tới gần giang giật, cái này hơn 10 người có nắm chắc trong nháy mắt chém giết giang giật. Hô hô, giang giật thở ra một hơi thật dài, trong tay cổ cầm biến mất, hắn nhìn qua một chút hy thiền tô như tuyết doãn nhược băng, ánh mắt lộ ra một tia ái náy cùng ái náy. Trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, kiếm sát phương hóa thành một đạo lưu quang bay vào đây, trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực lưu truyền, chuẩn bị cuối cùng đụng một cái. Hắn chuẩn bị cuối cùng kéo lên một hai người chôn cùng, đồng thời giết chết doãn nhược băng y thiền tô như tuyết, tự tay giết chết nữ nhân của mình. Hưu, đúng lúc này, trên bầu trời đột một sáng lên một đạo bạch quang, đem tất cả mọi người cho kinh động đến. Bởi vì đạo bạch quang kia vừa ra, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thức theo trong bạch quang truyền ra, khí thế kia cũng cảm giác lục ưng vương toàn lực xuất thủ, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía bạch quang, sau đó theo bạch quang một đường hướng phía dưới nhìn lại. ầm, um, bạch quang vạch phá bầu trời xuất vào lòng đất, toàn bộ thần dương cốc mặt đất chấn động tiếp lấy tầng tầng bạo liệt vô số tòa thành đều chia năm xẻ bảy ầm vang ngã xuống đất phía dưới một mảnh hỗn độn đại trận bên trong tán phát đủ mọi màu sắc thần quang trong nháy mắt ảm đạm nhánh cây giang giật thần thức quét qua phát hiện đạo bạch quang kia đúng là một đoạn nho nhỏ nhánh cây nội tâm hoảng hốt một đoạn nhánh cây là có thể đem thần dương tộc đại trận cho phá xuất thủ người thực lực đến tột cùng đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới cứu người hắn rất nhanh kịp phản ứng đại trận bị hủy thần dương tộc cường giả trên thân thể khí thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu, tất cả mọi người cũng giống hắn năm đó phục dụng phục linh đan đã đến giờ, trở nên suy yếu vô cùng. Ông, hắn trước tiên để kiếm sát phương cùng hỏa long kiếm tách rời, đồng thời một cái tay khác xuất ra cổ cầm, đột nhiên kéo một phát dây đàn. Chanh, tiếng đàn vừa vang, thế giới này an tĩnh, giang giật bảo hống, giết. Hưu, kiếm sát phương hóa thành một đạo hồng quang hướng sách theo y thiền cường giả đánh tới, bốn phía kiếm sát tộc vung lên cự kiếm như đối xông tới hơn 10 người điên cuồng chém vào. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, hơn 10 người kia có một nửa người không có cực phẩm thần khí chiến giáp, trong nháy mắt bị đánh chết, còn lại một nửa người mặc dù có cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng giờ khắc này thân thể bọn họ dị thường suy yếu căn bản không kịp phản ứng, bị kiếm sát tộc bổ chúng cánh tay, cánh tay run lên y thiền bọn người bị quật bay ra ngoài, bọn hắn thì bị đánh xuống dưới. Tốt, Giang giật đôi mắt bày ra dọa người, chỉ cần y thiền bốn người được cứu trở về, hắn liền rốt cuộc không có nửa điểm cố kỵ, đại trận đã phá, hắn hoàn toàn có thể lần nữa trưởng khống toàn cục. Hỏng bét, thế cục biến ảo quá nhanh, du thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm còn không có kịp phản ứng, y thiền bốn người đã bị kiếm sát tộc cứu. Nhìn qua phá hư đại trận, cảm thụ được thân thể của mình kịch liệt trở nên suy yếu, du thiên nghịch thầm kêu không ổn, vừa rồi kia cường giả bí ẩn công kích dọa phá hắn can đảm, hắn vội vàng hướng lấy nhậm thiên phàm giống lên, mau trốn, mau dẫn ta trốn chương 1572, tàn sát, đi, nhậm thiên phàm mặc dù cùng du thiên nghịch cùng một chỗ phục dụng linh hồn tăng phúc đan dược, tạm thời không sợ giang giật thần âm pháp tắc. Nhưng vừa rồi cường giả bí ẩn công kích đồng dạng dọa sợ hắn, hắn là du gia gia du thiên nghịch tính mệnh cao hơn hết thảy. Tin tức đã sớm truyền đi đãng ma cốc, du thiên vương khẳng định bắt đầu truyền tống, hắn đương nhiên sẽ không liều mạng. Suy suy. Hắn nghĩ nghĩ không có mang theo du lịch thiên trốn đi thần dương bí cảnh địa phương còn lại, Thần Dương bí cảnh quá nhỏ, Thần Dương cốc liền là an toàn nhất địa phương, nơi này đại trận phá ở đâu là an toàn sở dĩ trong tay hắn liệt không thủ sáo xuất hiện, trực tiếp xé rách bí cảnh mang theo du thiên nghịch trốn vào hư không bên ngoài. Ừ, Giang giật ánh mắt nhìn lướt qua hai người, sầm mặt lại, có lòng muốn truy sát nhưng khoảng cách quá xa, hắn sẽ không tê liệt không gian chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu. Kiếm sát phương, toàn bộ chém giết, Giang giật trên thân sát khí dâng lên, trước không đi quản hai người bốn phía còn có mấy ngàn cái thần dương tộc cường giả bởi vì đại trận phá hư thân thể trở nên cực kỳ suy yếu như thế đánh chó mù đường cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua chanh chanh hai tay của hắn điên cuồng đàn tấu cổ cầm chân áp quần hùng kia mấy ngàn tên thần dương tộc thần đế cấp cường giả bên trong có một số người còn có thể bảo trì vẻ thanh tình, nhưng đại trận phá hư lực phản phệ quá mạnh bất luận cái gì thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả đan dược trận pháp đằng sau đều sẽ có tác dụng phụ cái này là ai đều không thể tránh khỏi bọn hắn có lòng muốn đào tẩu, muốn trốn tránh, đáng tiếc thân thể phản ứng không kịp. Keng 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 keng, kiếm sát tộc bay múa mà đi, từng mảnh từng mảnh lóng lánh ánh sáng đỏ, màu đỏ cự kiếm như mưa rơi đánh xuống, vẻn vẹn mấy hơi thời gian mấy ngàn người ít nhất có một nửa bị tươi sống đánh chết, còn lại một nửa đều bị nện xuống dưới. Rất nhiều người bị tươi sống thức tỉnh, nghĩ bay lên đào tẩu, nhưng tiếng đàn lại như bão tố vang lên, kiếm sát tộc gào thét mà xuống, kia từng thanh từng thanh màu đỏ cửa kiếm để mọi người cảm giác giống như là tử thần liêm đao, đến thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Xong, rất nhiều người nội tâm trầm xuống, thần dương tộc tích xúc thời gian trăm năm lực lượng, bị giang giật thoáng cái cho đồ sạch sẽ, hơn nữa nhìn giang giật điệu bộ này nói không chừng toàn bộ thần dương tộc đều sẽ bị hắn cho đồ, thần dương tộc muốn diệt tuyệt. Keng keng, kiếm sát tộc gào thét mà xuống, màu đỏ cửa kiếm liên tục không ngừng bổ vào trên người bọn họ. Một chút có cực phẩm thần khí chiến giáp cường giả bị tươi sống cho đánh chết, những cái kia không có cực phẩm thần khí chiến giáp cường giả thì mấy vòng công kích đến tự bị đánh thành thịt nát. Kim thiết chạm vào nhau âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, binh khí vung vẩy tiếng gió, tòa thành tiếng sụp đổ. Các loại thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt, thần dương cốc biến thành chân chính địa ngục, phần lớn kiến trúc đều bị hủy diệt, phía dưới thi thể đạt đến mấy chục vạn, tiên huyết hội tụ thành sông, mùi máu tươi tràn ngập phương viên trăm dặm không gian, tự liền nơi xa ẩn núp tiểu ưng vương đều người thấy. Y thiên, nhược băng, như tuyết, Linh Nhi tiểu thư. Giang giật không có chú ý phía dưới chiến đấu, nhìn qua bị kiếm sát tộc đỡ trở về bốn người, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cùng ái náy. Đáng tiếc bốn người vẫn còn đang hôn mê bên trong, Giang giật kêu vài tiếng cũng không có tỉnh lại, hắn thần thức quét mấy lần, phát hiện mọi người cũng không có quá nặng thương thế, chỉ là linh hồn bị công kích, sở dĩ ngất đi. Giết, nhìn thấy bốn người khuôn mặt tái nhợt, Giang giật nội tâm lên cơn giận dữ, hắn con mắt đỏ ngầu bốn phía quét qua, nhìn thấy phía dưới những cường giả kia gần như đều đánh chết hắn thần thức hướng ra phía ngoài quét tới phát hiện kia mấy trăm vạn quân sĩ bốn phía điên cuồng bỏ trốn vội vàng giống giận truy sát toàn bộ chặt đem bí cảnh bên trong tất cả mọi người giết hơn hai mươi vạn kiếm sát tộc lập tức hướng tứ phía tám mới bay đuổi theo giết mà đi kia mấy trăm vạn quân đội đều là thần vương tốc độ so kiếm sát tộc chậm nhiều mà lại ra thần dương cốc không có đại trận tăng phúc tất cả mọi người cảm giác vô cùng suy yếu cảm giác tốc độ đại giảm bộ phận thần dương tộc quân sĩ thoáng cái tiểu bị đuổi kịp máu tanh đổ sát lại bắt đầu hưu tiểu ưng vương tiềm phục tại thần dương cốc phụ cận bên trong ngọn núi nhỏ nhìn thấy rất nhiều thần dương tộc từ đỉnh đầu bay qua rất nhanh lại nhìn thấy kiếm sát tộc truy sát hắn lại nhịn không được bay vụt mà lên sông vào thần dương cốc bên trong tê tê nhìn thấy thần dương cốc bên trong như như địa ngục thảm cảnh dù là tiểu ưng vương thay đổi cả sắc mặt hắn quát khẽ giang giật đừng giết lại giết tiếp người tự biến thành ác ma giết người quá nhiều giết chóc sẽ để cho ngươi nội tâm bị che đậy, lệ khí ẩn núp, tính cách vô hình biến hóa, cuối cùng biến thành kế tiếp thị huyết phương, giết người quá nhiều cũng dung dịch dẫn lên chúng nộ. Giang giật chính đem y thiền bốn người thu nhập hốn nguyên châu bên trong, nghe được tiểu ưng vương, trong đầu sát khí một yếu. Hắn đôi mắt nhất chuyển âm thầm kinh hãi, vừa rồi hắn tựa hồ chuẩn bị đem toàn bộ thần dương bí cảnh cho đồ hắn gần nhất lệ khí tựa hồ có chút trọng A, à, hơi một tí muốn giết người nhất tộc. Dù ra có tội, thần dương tộc không có tội, rất nhiều bình dân vô tội phụ nữ hài tử không có tội. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, làm không tốt chính mình lại biến thành một cái giết người đại ma vương A. Kiếm sát phương trở về, giang giật bạo giống một tiếng, kiếm sát phương hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn bay tới, bốn phương tám hướng truy sát kiếm sát tộc cũng nhao nhao bay trở về, bất quá như thế mấy cái trong chớp mắt, lại có hơn 10 vạn thần dương tộc bị chém giết. Không giết, đi thôi, giang giật hướng tiểu ưng vương cảm kích nhẹ gật đầu, đem kiếm sát tộc nhanh chóng thu nhập thiên hàn châu bên trong. Đã người đã cứu về rồi, cái khác đã không trọng yếu. Dù thiên vương bọn người lúc nào cũng có thể sẽ đến, hẳn là suy tính một chút làm sao đào mệnh. Tốt, tiểu ưng vương lần nữa biến thân, chờ đợi giang giật đem sở hữu kiếm sát tộc thu nhập đi vào, hắn nghĩ nghĩ tò mò hỏi, giang giật, vừa rồi ta cảm ứng được bên này có một đạo phi thường khí thức cường đại, khí thức kia là người phát ra. Không phải, giang giật ánh mắt bỏ ra phía dưới bắn vào dưới mặt đất kia đoạn nhánh cây, lòng vẫn còn sợ hãi hướng bầu trời nhìn một cái lắc đầu nói ta cũng không biết là ai bất quá người này tuyệt đối là phong vương cấp cường giả hơn nữa còn là đỉnh cấp phong vương cấp cường giả tiểu ưng vương lông mày nhíu lên không nghĩ ra đến cùng là ai theo vừa rồi khí thức cảm ứng cái kia hẳn là là địa giới trước mấy tên cường giả chẳng lẽ là địa sát vương hoặc là mị ảnh vương nhưng coi như bọn hắn tới cũng không thể nhanh như vậy a à. đi giang giật đã đem toàn bộ kiếm sát tộc thu nhập đi vào tiểu ưng vương trực tiếp tê liệt không gian để giang giật đi vào, sau đó hắn cũng nhanh chóng hướng về đi vào. Lần này mặc dù không có ba cái mặc vũ tộc cường giả hỗ trợ, nhưng tiểu ưng vương thương thế gần như khỏi hẳn, ngược lại không đến nỗi xảy ra vấn đề. Hưu, thân thể hai người lóe lên ra bí cảnh bên ngoài, phía trước liền là mấy cái đại tuyển qua, tiểu ưng vương một tay bắt lấy giang giật nhanh chóng hướng hai cái vòng xoáy ở giữa bay đi, nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua, tìm được hỗn độn thần thuyền bay vào. Thiếu tộc trưởng, giang đại nhân, Ba tên mặc vũ tộc cường giả nhìn thấy hai người an toàn trở về như chút được gánh nặng, tiểu ưng vương vừa về đến lập tức quát khẽ nói, đi mau, đi phía đông thanh hồn bí cảnh. Phía đông, một tên mặc vũ tộc cường giả nghĩ nghĩ bẩm báo nói, thiếu tộc trưởng, giang đại nhân, vừa rồi cũng có một chiếc hỗn độn thần thuyền nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, có phải hay không là địch nhân nếu không chúng ta đổi phương hướng. Hỗn độn thần thuyền, tiểu ưng vương cao mày có chút trần chờ giang giật trong mắt lãnh quang lấp lánh quát khẽ nói không cần thay đổi liền đi phía đông, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, giúp ta đuổi tới kia chiếc hỗn độn thần thuyền. Nhậm thiên phàm cùng du thiên nghịch vừa mới xé rách hư không trốn ra thần dương bí cảnh, giang giật bắt đầu không biết hai người bỏ chạy bên kia, sở dĩ cũng không có lên truy sát chi tâm. Nếu biết bọn hắn nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn, như thế nào lại buông tha? chương 1573, Bốn Phương Vân Động Tiểu ưng vương lặng lẽ quét qua giang giật, nghi hoặc hỏi là nhậm thiên phàm chạy trốn. Còn có du thiên nghịch, Giang giật cắn răng nghiến lợi nói ra, hai người này không giết, ta nuốt không trôi một hơi này, việc này tuyệt đối là du thiên nghịch thao túng. Du thiên nghịch, tiểu ưng vương biến sắc, nghĩ nghĩ nói ra, giang giật, vẫn là thôi đi ngươi như giết du thiên nghịch, đây chính là thù không đội trời chung, du thiên vương sợ là muốn truy sát ngươi phải chết. Hừ hừ, giang giật hừ lạnh mấy tiếng nói, chúng ta đã sớm không đội trời chung, ta giết nhiều như vậy thần dương tộc cường giả, du thiên vương sẽ bỏ qua ta lần này ta giết nhiều như vậy công tử, Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương sẽ bỏ qua ta những cái kia gia tộc sẽ bỏ qua ta du ra không biết cho du thiên nghịch phục dụng linh đan gì tiên dược. Lại ngắn như vậy thời gian khôi phục thần đế cảnh giới, người này không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tận. Cái gì, Giang giật không hiểu, tiểu ưng vương bọn người lại toàn bộ biến sắc, mấy người liếc nhau, một tên mặc vũ tộc cường giả cười lạnh, thần dương phá thiên công du thiên nghịch thật lớn mật, thế mà còn dám tu luyện như thế độc địa tà công, Giang đại nhân ngươi cứ việc xuất thủ chém giết hắn, người này xác thực không thể lưu tiểu ưng vương trong mắt hàn mang lóe lên quát khẽ nói đi phía đông hết tốc độ tiến về phía trước đừng sợ tiêu hao năng lượng coi như hỗn độn thần thuyền hủy đi cũng phải đuổi bên trên bọn hắn bản vương tự mình xuất thủ chém giết kẻ này tiểu ưng vương rõ ràng thật sự nổi giận hắn cái này nhân tính cách ngay thẳng cuồng ngạo thích đi thẳng về thẳng hận nhất âm mưu quỷ kế ghét ác như cừu cũng chán ghét nhất tà môn ma đạo du thiên nghịch đã tu luyện thần dương phá thiên công cái kia chính là tà ma ngoại đạo cùng minh tộc không có khác nhau hắn bản để giang giật đừng đuổi giết, giờ phút này lại đều muốn nhích thân xuất thủ. Ông, thần châu quang mang chấn động, hóa thành một đạo hồng quang nhắm hướng đông bên cạnh cấp tốc bay đi, rất nhanh biến mất tại đen nhánh hư không bên trong. Ông, tại giang giật bọn người rời đi hơn một canh giờ về sau, thần dương cốc một tòa bị hủy diệt tòa thành bên trong, một cái truyền tống trận sau rốt cục sáng lên. Thần dương cốc bên trong tụ tập rất nhiều võ giả sau khi thấy vội vàng bay qua, đem trên truyền tống trận đá vụn thận trọng dịch chuyển khỏi, bảo đảm truyền tống sẽ không xảy ra vấn đề bởi vì truyền tống trận này là liên tiếp đãng ma cốc hai nén nhang về sau hai thân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng kết vô số người thở dài một hơi truyền tống không có xảy ra vấn đề thấy rõ hai đạo thân ảnh kia về sau mọi người sắc mặt lập tức trở nên ủy khuất tất cả mọi người lập tức quỳ xuống còn có người gào gào khóc lớn khóc không thành tiếng tt ô thiên vương bốn phía quét qua hít vào mấy cái hơi lạnh thời khắc này thần dương cốc biến thành một vùng phế tích khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành khắp nơi đều là thi thể một chút thần dương tộc người chính đem thi thể theo phế tích bên trong khiêng ra đến chỉnh tề bày ra tại thần dương cốc bên trong trên quảng trường kia quảng trường rất lớn giờ phút này gần như chất đầy thi thể tiên huyết đem toàn bộ thần dương cốc đều nhuộm đỏ mùi máu tươi nồng đậm tới cực điểm làm người ta buồn nôn giang giật cẩu tặc ta muốn giết ngươi giết ngươi du thiên vương con mắt trở nên đỏ như máu cuồng loạn giống giận thanh âm chấn động đến rất nhiều người thần dương tộc quân sĩ màng nhĩ chảy máu, trong thanh âm ẩn chứa vô tận nổi giận cùng sát ý, để rất nhiều cảnh giới cấp thấp võ giả dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Sống lên một câu, dù thiên vương nhìn lướt qua quỳ người, đằng đằng sát khí hỏi, giang giật người đâu. Chạy trốn, một tên may mắn sống sót cường giả, ngẩng đầu nói ra, tộc trưởng tiểu ưng vương mang theo giang giật xé rách hư không đuổi theo giết thiên nghịch hiếu ra cùng nhậm thiên phàm. Đã đi bao lâu rồi, dù thiên vương ngược lại là không có bởi vì phẫn nộ mất lý trí, tiếp tục hỏi chúng ta lần này vẫn lạc bao nhiêu người. Đi hơn một canh giờ, thần dương tộc võ giả nhanh chóng bẩm báo nói, trong tộc cường giả gần như vẫn lạc, còn chết trận hơn 70 vạn thần vương võ giả, tộc trưởng ngươi nhất định muốn chém giết giang giật chết thay đi tộc nhân báo thù A. A, à, giang giật giang giật, dù thiên vương ngửa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng, sau đó tê liệt không gian vọt vào, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ô thiên vương cũng không có lập tức đi theo, mà là ném ra một tấm lệnh bài, bàn giao nói, phái hai người lập tức truyền tống đi đãng ma cốc, để y tốt suốt tất cả trinh sát đường trinh sát đến đây. Mặt khác, để bọn hắn triệu tập 50 chiếc hỗn độn thần thuyền, giống như đãng ma cốc tới các gia tộc cường giả, để bọn hắn đều truyền tống tới, cộng đồng lục soát vây bắt giang giật. Ô thiên vương đích thật là nổi giận, giang giật lần này chơi lớn rồi, giết quá nhiều người, giống như không bắt được hắn, chém giết hắn khó bình chúng nộ. Hư không bên trong quá lớn, ai cũng không biết Giang giật hướng bên nào chạy trốn, mặc dù hai người tốc độ rất nhanh, nhưng lý do an toàn vẫn là trở về đi một số người tốt. Những cái kia gia tộc người đến, để bọn hắn tham dự truy sát vây bắt, cũng có thể giảm xuống lửa giận của bọn họ, giống như vạn nhất truy sát thất bại, chúng gia tộc cũng sẽ không giận chó đánh mèo đáng ma quân. Suy suy, ô thiên vương hạ lệnh sau lập tức tê liệt không gian, tiến vào hư không cùng du thiên vương cùng đi truy sát Giang giật mà đi. Nhanh, mở ra truyền tống trận, Thần dương tộc tên kia thần đế vọt vào truyền tống trận, để mấy người giúp hắn mở ra truyền tống trận, truyền tống đi đáng ma cốc. Hoa, các loại chợ thần dương tộc thần đế truyền tống đi đãng ma cốc, đem sự tình bẩm báo cho Long Thiên Vương cùng tộc trưởng của các tộc. Long Thiên Vương chỗ tòa thành lập tức vỡ tổ, đằng sau tới rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cường giả, trong đó bao quát Bạch Hà Vương, cử nhận đại gia gia thiên mạc vương năm người phong vương cấp cường giả. Bất quá Long Thiên Vương mặc dù đưa tin cho Lục Ưng Vương, cũng không có gặp hắn truyền thống mà đến, địa sát vương cùng mị ảnh vương cũng không thấy bóng dáng, thiên hàn quân chủ đã sớm trở về, kỳ thanh trần còn chưa có trở lại, đoán chừng hoàn toàn không biết nơi này phát sinh sự tình. Đi, bạch hà vương cùng thiên mạc vương không có chút gì do dự, mang theo các gia tộc cường giả cộng lại ít nhất có trên vạn người, bay vụt ra khỏi thành lâu đài tiến vào du thiên vương tòa thành bên trong truyền tống trận, truyền tống đi thần dương bí cảnh chuẩn bị liên thủ truy sát giang giật. Kia mấy ngàn tên công tử bên trong, bạch hà giới cùng thiên mạc giới nhiều nhất, hai đại quân chủ không có khả năng không ra mặt. Còn lại ba cái phong vương cấp cường giả là tam đại giới diện quân chủ, bọn hắn gia tộc và giới diện bên trong công tử đều bị giang giật giết không ít, tại Bạch Hà Vương Thiên Mạc Vương đưa tin về sau lập tức cùng nhau mà tới. Giang giật cùng địa sát vương quan hệ không ít, mọi người liên thủ kỳ thật cũng là giống như địa sát vương thị uy. Giang giật làm việc này ảnh hưởng quá lớn, không chém giết không đủ để bình dân phẫn. Giống như lần này không giết giang giật, như vậy lần sau lại sẽ xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba giang giật, tùy ý đổ sát bọn hắn con em của gia tộc, thanh danh của bọn hắn quét sân, làm sao trấn nhiếp quần tinh. Truyền tống trận liên tục không ngừng sáng lên, đem Bạch Hà Vương bọn người truyền tống đi thần dương bí cảnh. Y tốt mang theo hơn 100 tên đỉnh cấp trinh sát lại truyền tống đi thần phong bí cảnh, còn có phụ cận mấy cái bí cảnh, bọn hắn chuẩn bị tại phụ cận bố trí xuống một cái đầy trời lưới lớn, để giang giật không thể trốn đi đâu được. Còn có vô số đưa tin mật trận sáng lên, Long Thiên Vương thỉnh cầu luyện ngục bí cảnh phụ cận mấy cái đại giới mặt tuần bên cạnh sử xuất động, từng chiếc từng chiếc hỗn độn thần thuyền hướng thần dương bí cảnh phương hướng chạy mà đi. Lần này luyện ngục bí cảnh phụ cận thật phung xuống thiên la địa võng, một khi phát hiện Giang giật bóng dáng, Ô Thiên Vương các loại chờ, Phong Vương cường giả sẽ lập tức truy tung mà đi, đem Giang giật vĩnh viễn ở lại nơi đó. Bốn phương vân động, vô số cường giả tề tụ, chỉ vì chém giết Giang giật. Chương 1574, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. A, à, bên kia là cái gì làm sao sáng như vậy? Hư không bên trong, Giang giật nhìn qua nơi xa một áng đỏ, kinh nghi mà hỏi. Rời đi thần dương bí cảnh đã hơn hai canh giờ, Giang giật cũng không biết rõ du thiên vương cùng ô thiên vương chính khắp thế giới tìm hắn, năm tên phong vương cấp quân chủ xuất lĩnh hơn vạn cường giả, cùng phụ cận gần nhất mấy cái đại giới mặt đều suốt động tuần bên cạnh dùng ra bắt đầu truy tra hắn. Hỗn độn thần thuyền truy lùng hơn hai canh giờ, còn không có đuổi kịp du thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm. Giờ phút này nhìn thấy một áng đỏ, Giang giật tự nhiên tinh thần đại chấn hỏi thăm về đến bên kia tựa như là một cái bí cảnh hai người bọn họ có thể hay không ẩn núp tiến vào đây không phải là bí cảnh tiểu ưng vương liếc mấy cái rất khẳng định nói ra cái kia hẳn là dung nham tử địa ta nhớ được trước kia nhìn qua địa đồ phụ cận tự có một cái dung nham tử địa loại này tử địa địa giới rất nhiều không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại coi như phong vương cấp cường giả cũng không dám đi vào cái này dung nham tử địa bên trong khẳng định đều là kinh khủng thiên địa kỳ hỏa dù thiên nghịch hai người tuyệt đối không có khả năng tiềm phục tại bên trong không sai một tên mặc vũ tộc cường giả gật đầu nói bên ngoài hẳn là nhiệt độ kỳ cao thần châu năng lượng tiêu hao tăng lớn đây là một cái dung nham tử địa không sai thiên địa kỳ hỏa giang giật đôi mắt sáng lên hắn thích nhất thiên địa kỳ hỏa thôn thiên thú đồng dạng thích nuốt phệ thiên chỗ kỳ hỏa đáng tiếc hắn không có thời gian cũng không dám tới gần bên kia dù sao tiểu ưng vương thế nhưng là nói phong vương cấp cũng không dám đi vào vạn nhất hỏa linh châu chịu không được đâu, hắn hội trong nháy mắt bị đốt là cho tàn. Hỗn độn thần thuyền lượn quanh một cái đường cong tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, Giang giật nhìn qua khắp nơi một mảnh đen kịt hư không âm thầm có chút nhức cả trứng, hắn nhìn qua tiểu ưng vương nói, tiểu ưng vương, cái này hư không lớn như vậy, vô biên vô hạn, như du thiên nghịch bọn người cải biến phương hướng, chúng ta có thể tìm tới bọn hắn sao? Không có cách nào, tiểu ưng vương nhún vai một cái nói, chỉ có xem vận khí, giống như bọn hắn cải biến phương hướng, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận không may. Mà lại chúng ta không có thời gian, theo thời gian tính toán dù thiên vương bọn người khẳng định bắt đầu truy lùng, cho nên chúng ta như hướng phía trước lại truy nửa canh giờ còn tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đi phụ cận thanh hồn bí cảnh. Cái kia bí cảnh chúng ta tộc quần người đã từng dò xét qua, bên trong có cái tự nhiên cường đại huyễn trận, coi như phong vương cấp cường giả tiến vào bí cảnh bên trong, không tỉ mỉ dò xét cũng sẽ không phát hiện ngươi. Giống như không phải cái kia bí cảnh không có linh khí, chúng ta khẳng định sẽ đem nơi đó chiếm lĩnh. tốt ha. giang giật khe khẽ thở dài, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía phía trước, hết thảy xem lão thiên gia tâm ý. thần châu tốc độ đã đạt đến cực hạn, năng lượng tiêu hao rất lớn, tốc độ này tuyệt đối so phổ thông phong vương cấp phải nhanh một chút, sau so kỳ thanh trần càng là phải nhanh mấy lần. giang giật hai con mắt mở lão đại, một mực bốn phía liếc nhìn. nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trước vẫn là một mảnh đen kịt, giang giật bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu ưng vương cái sau phi thường quả quyết hạ lệnh, hướng phía nam bay, đi thanh hồn bí cảnh, không thể chậm chế nữa thời gian. Hưu, thần châu chuyển hướng, giang giật không còn quan tâm phía trước, thần thức quét vào hỗn nguyên châu bên trong. Y thiền bốn người vẫn là không có tỉnh lại, cũng không biết có phải hay không linh hồn bị thương mạch hoài tan ngược lại là tỉnh lại, độc linh đồng dạng trong mê ngủ, thương thế không chế, hắn cường đại nhục thể có thể bản thân chữa thương. Ông, giang giật nghĩ nghĩ. Đem mạch hoài tăng cùng địch linh nhi y thiền độc linh bọn người truyền tống ra, nhìn qua tiểu ưng vương nói, tiểu ưng vương, cầu ngươi giúp một chút, dẫn các nàng trở về. Nếu như ta xảy ra chuyện, giúp ta chiếu cố một chút các nàng. Ưng ừ một thống lĩnh giang giật, mạch hoài tang truyền tống ra, nhìn thấy tiểu ưng vương lập tức đại hỉ, nhìn thấy giang giật nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Giờ phút này nàng còn có chút không tin tưởng giang giật có thể tại luyện ngục bí cảnh bên trong sống sót. Tốt, tiểu ưng vương không nói nhảm, lấy ra không gian thần khí đem tất cả mọi người thu vào, hắn biết rõ giang giật lần này vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ vẫn lạc, y thiền mạch hoài tang địch linh nhi bọn người đi theo nàng dễ dàng chết đi. Một thống lĩnh, ta, ta, mạch hoài tang nhìn thấy tiểu ưng vương không để ý đến hắn, trên mặt vẻ xấu hổ nghĩ giải thích hai câu độc linh y thiền đám người sự tình, tiểu ưng vương nhưng căn bản không muốn nghe, cưỡng ép đem nàng thu nhập không gian thần khí bên trong. Giang giật không nói thêm gì nữa, trầm mặc xuống, tiểu ưng vương có lòng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì được, thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi hơn nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái đen nhánh to lớn âm ảnh. a, à, giang giật liếc mấy cái nghi hoặc hỏi đây cũng là tử địa sao vì sao không có hồng mông cương khí? không phải đây chính là thanh hồn bí cảnh tiểu ưng vương giải thích nói cái này bí cảnh chính là bởi vì không có hồng mông cương khí sở dĩ không có một tia thiên địa linh khí nhân loại ở bên trong là không cách nào sinh tồn. giang giật ta cái này có một ít năng lượng đan có thể ngươi trèo chống một tháng sở dĩ sau một tháng ngươi nhất định phải rời đi cái này bí cảnh còn như rời đi cái này bí cảnh đi cái nào ta cũng không biết. Ách, Giang giật nao nao, hắn đã hiểu tiểu ưng vương ý tứ, tiểu ưng vương là có lòng muốn giúp hắn, nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn, hắn như quấy vào đây đối với mạc vũ tộc bất lợi. Trừ phi lục ưng vương lên tiếng, bằng không hắn chết sống tiểu ưng vương căn bản không quản được. Đi, ta đã hiểu, Giang giật khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tiểu ưng vương vừa đi, hắn cũng chỉ có thể trong hư không lưu lạc. Coi như không ai đuổi giết hắn, bằng vào thực lực của hắn là không cách nào tiến vào bất luận cái gì bí cảnh hoặc là giới diện nếu như không có cường giả cứu hắn hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc ở trong hư không ta mang ngươi đi vào tiểu ưng vương không tiếp tục nói nói nhảm đưa cho giang giật một cái giới chỉ về sau mang theo hắn bay ra thần châu hướng phía trước thanh hồn bí cảnh bay đi cái này bí cảnh bên ngoài không có hồng mông cương khí lại có một ít màu xanh khí thể bao quanh bao phủ đoán chừng đặt tên thanh hồn bí cảnh cũng là bởi vì cái này màu xanh khí thể nguyên nhân đi Hiu, cái này màu xanh khí thể cũng không có thương tổn lực, hai người nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào, bên trong cũng là một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng, khắp nơi đều là băng lãnh thạch đầu. Giang giật thần thức quét mấy lần nhẹ gật đầu, địa phương quỷ quái này hoàn toàn chính xác không phải người có thể ở lại. Huyễn trận ở bên kia, bí cảnh cũng không lớn, tiểu ưng vương mang theo giang giật hướng phía trước mới bay đi, khóa chặt phía trước một tòa đại sơn nói, nhìn thấy tòa kia đại sơn không có huyễn trận ngay tại chân núi trong thạch độc, người thần thức dò xét thoáng cái nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái kia hang đá quả nhiên giang giật dò xét thoáng cái đại sơn phía dưới không có cái gì không có phát hiện bất luận cái gì hang đá cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động hiu tiểu ưng vương mang theo giang giật trực tiếp hướng đại sơn dưới đáy bay đi đang bay xuống đại sơn sau giang giật trước mắt nhoáng một cái thần thức đảo qua phát hiện cảnh hiện hoàn toàn khác biệt chân núi quả nhiên có một cái nho nhỏ hang đá dọc theo đi chỗ sâu không đúng Tiểu ưng vương lãnh mâu quét qua, đột nhiên quát khẽ trong sơn động có người. Ách, Giang giật thần thức so tiểu ưng vương yếu nhiều, căn bản dò xét không đến bên trong, bên kia tiểu ưng vương trên thân sát khí đột nhiên dâng lên, thân thể tiêu xạ mà đi, quát khẽ, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu, Giang giật, du thiên nghịch trốn ở bên trong. Giết, Giang giật đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, không có chút gì do dự thả ra kiếm sát vương, trong tay cổ cầm xuất hiện đi theo tiểu ưng vương hướng bên trong phóng đi chương 1575, dung nham tử địa. Thanh hồn bí cảnh ngay tại thần dương bí cảnh phụ cận, mặc vũ tộc người đã đều có thể dò xét đến cái này tự nhiên huyến trận, thần dương tộc như thế nào lại dò xét không đến. Thần dương tộc tại thần dương bí cảnh trăm năm, ngoại trừ luyện ngục bí cảnh bên ngoài, phụ cận tất cả bí cảnh đều dò xét mấy lần. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn lần nữa dò xét một lần, có thể phát hiện cái này tự nhiên huyến trận rất bình thường. Sở dĩ du thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm ra nơi này, tự rất dễ giải thích hai người bị cái kia cường giả bí ẩn hù dọa trước tiên thoát đi thần dương bí cảnh sau lập tức nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy du thiên nghịch biết rõ cái này bí cảnh tồn tại chuẩn bị chạy trốn tới nơi này ẩn núp đi chờ du thiên vương bọn hắn cứu viện lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp sang giật bị tiểu ưng vương mang theo lại tới đây giờ phút này bọn hắn đang ở bên trong điều tức cảm nhận được bên ngoài hai cái đằng đằng sát khí người hướng bên trong vào tới sắc mặt kịch biến nhậm thiên phàm trong tay chiến đao xuất hiện liền muốn liều mạng tranh tranh giang giật một bên lao nhanh trong tay cổ cầm đột nhiên gầy ra nhậm thiên phàm cùng du thiên nghịch nổ bắn ra mà lên thân thể dừng lại mà lại hai người còn ôm đầu lăn lộn dưới đất tựa hồ phi thường thống khổ cùng những cái kia thần vương nghe được tiếng đàn còn muốn diễn kịch giang giật thần thức khóa chặt hai người nhưng liếc mấy cái lại phát hiện hai người không hề giống ngụy trang bởi vì sắc mặt hai người gân xanh đều tuôn ra tới hắn đôi mắt nhất truyền lập tức nghĩ thông suốt hai người phục dụng tăng phúc linh hồn đan dược hẳn là dược hiệu qua linh hồn vô cùng suy yếu, sở hữu bị tiếng đàn ảnh hưởng tương đối lớn. Giang giật ngươi làm gì? Tiểu ưng vương trong mắt đen đỏ quang mang lấp lánh, giang giật tiếng đàn để hắn nhận lấy ảnh hưởng, giang giật tiếng đàn không ngừng truyền âm qua nói, tiểu ưng vương, hai người này ta đến giết, ta đã lưng đeo nhiều như vậy giết tên, thêm cóng hai cái không quan trọng, người giết sẽ rất phiền phức. Kiếm sát phương, động thủ, giang giật chợt quát một tiếng, kiếm sát phương đằng đằng sát khí vào tới. Tiểu ưng vương đã sớm dò xét đến du thiên nghịch cảnh giới đạt đến thần đế cảnh giới, du thiên nghịch tuyệt đối tu luyện thần dương phá thiên công, hắn nhẹ gật đầu không nói gì, đằng sau từ từ nói không được bảo, đôi mắt trở nên đỏ như máu, bị tiếng đàn chấn nhiếp. Keng 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 keng, kiếm sát phương tiến lên, hai thanh cự kiếm như mưa rơi đánh xuống, đối hai người đồng thời công kích, mà lại chuyên thẻ đầu, muốn đem hai người đầu tươi sống cho chấn vỡ. Trên thân hai người đều có cực phẩm thần khí chiến giáp, kiếm sát phương kiếm rất sắc bén nhưng không thể đơn giản hủy đi cực phẩm thần khí. a à, a à, đầu trong nháy mắt bị chấn động mấy trăm lần, hai người thoáng cái đau đến tỉnh táo lại. đáng tiếc tiếng đàn không ngừng vang lên, hai người nghĩ phản kích căn bản không có năng lực. nhậm thiên phàm gào thét, giang giật dừng tay, người dám giết chúng ta, coi như người bỏ chạy chân trời góc biển, thiên vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. giang giật, người không thể giết ta, ta đã đưa tin cho gia gia, hắn lập tức sẽ tới, người giết ta việc này tựu không cách nào vãn hồi. Du thiên nghịch đi theo bạo hống, trả lời bọn hắn chính là kiếm sát phương kia điên cuồng đánh xuống cự kiếm, hai người đầu rất nhanh bị chấn thương, giống như lại đánh xuống mấy trăm kiếm đoán chừng sẽ tươi sống đánh chết. Du thiên nghịch toàn thân run rẩy không ngừng, lần này hắn là thật cảm nhận được khí thức tử vong, hắn đầy mắt hoảng sợ gào thét, giang giật, ta sai rồi, đừng giết ta. Chỉ cần không giết ta chuyện gì cũng dễ nói, ta có thể làm nô lệ của ngươi, ta có thể dâng ra hồn trùng. Ngươi có con người của ta chất, gia gia của ta tuyệt đối sẽ sợ ném chuột vỡ bình, hắn không dám truy sát ngươi." "Không cần." Giang giật lạnh lùng nói một câu, kiếm sát phương hai thanh cử kiếm hóa thành tàn ảnh, một hơi thời gian liền có thể đánh xuống mấy trăm kiếm, Du Thiên Nghịch cuối cùng hét thảm một tiếng, đầu triệt để bị chấn bể. Cực phẩm thần khí chiến giáp cùng không gian giới chỉ tự động tách rời, phiêu phù ở giữa không trung, sau đó đầu của hắn bị tiếp tục vung vẩy lưới kiếm tươi sống thẻ thành xương vỡ. "A, à, Giang giật, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nhậm Thiên Phàm cuối cùng phát ra một tiếng oán độc nguyền rủa bị tươi sống đánh chết, giang giật tiếng đàn im bặt mà dừng, Tiểu Ưng Vương khôi phục thanh tỉnh, hắn nhìn lướt qua hai cỗ đầu đều bạo liệt thi thể, cười lạnh nói trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nhiệt, không thể sống. Giang giật đi tới, đem hai kiện không gian giới chỉ cùng cực phẩm thần khí nắm trong tay, ánh mắt bỏ ra Tiểu Ưng Vương nói, một người một nửa. Người giữ đi, những vật này bản vương còn chướng mắt. Tiểu Ưng Vương khoát tay áo, lập tức nhướng mày nói, nguy rồi. Du Thiên nghịch đã có thể tìm tới nơi này, xem ra bọn hắn Thần Dương tộc biết rõ nơi này a? À. Giang giật ngươi như tiềm phục tại cái này, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. A, à, Giang giật sắc mặt trầm xuống, giống như không thể tại cái này ẩn núp, hắn còn có thể đi cái nào chẳng lẽ để tiểu Ưng Vương mang theo đi luyện ngục bí cảnh? Vấn đề là luyện ngục bí cảnh cũng không an toàn a, à. giờ phút này đoán chừng rất nhiều cường giả đã hướng bên kia tiến đến, cho là hắn hội trở về luyện ngục bí cảnh. Bình thường cường giả ngược lại là không quan trọng phong vương cấp cường giả quá mạnh mẽ, tại luyện ngục bí cảnh có thể nhẹ nhõm ghé qua, tuyệt đối có thể tìm tới hắn. Lại nói, tiểu ưng vương muốn về luyện ngục bí cảnh, đi theo trở về du thiên vương rất có thể hội giận cho đánh mèo hắn, tiểu ưng vương giúp hắn như vậy nhiều, hắn làm sao còn có thể đi hại tiểu ưng vương. Đúng rồi, giang giật trong mắt rất nhanh quang mang lóe lên, cắn răng nhìn qua cau mày tiểu ưng vương nói, tiểu ưng vương, người mang theo ta đi dung nham tử địa đi, ta tiềm phục tại bên trong tuyệt đối an toàn, dung nham tử địa tiểu ưng vương đầy mắt ngạc nhiên hỏi đầu óc ngươi không có vấn đề chỗ kia ngươi có thể vào sao ta đầu óc rất bình thường giang giật nhếch miệng cười nói yên tâm ta có tích lửa bảo vật kia hỏa diễm có thể không tổn thương được ta không có khả năng tiểu ưng vương phi thường khẳng định nói ra ta đã từng xem qua tài liệu gia tộc một tên cường giả mang theo tích lửa bảo vật muốn đi bên trong giò xét thoáng cái nhìn xem phải chăng có linh dược kết quả đều không thể tới gần trăm dặm Người tích hỏa bảo vật mạnh bao nhiêu có thể so sánh nhà chúng ta đều mạnh mẽ. Cái này Giang giật ánh mắt lấp lánh, cũng không xác định. Mặc vô tộc có bao nhiêu giàu có nhà bọn hắn tối cường tích hỏa bảo vật cũng không thể tới gần hỏa linh châu có thể chịu nổi. Thử một chút đi. Giang giật nghĩ nghĩ cắn răng nói, hắn cũng là không đường có thể đi, chỉ có liều mạng một cái, giống như không thể tiến vào dung nham tử địa vậy thì chờ chết đi. Tốt a, à, Giang giật kiên trì. Tiểu Ưng Vương không thật nhiều nói, mấu chốt là hắn cũng không cách nào hắn đôi mắt nhất chuyển đột nhiên đem hai cỗ thi thể thu hồi, hắn mang theo giang giật hướng ra phía ngoài bay đi, vừa đi vừa giải thích nói: chế chút tới gần dung nham tử địa, chính người bay qua, ta mang theo cái này hai cỗ thi thể đi xa điểm địa phương mất đi, đem truy binh dẫn ra, cho người tranh thủ thời gian. giang giật nhìn tiểu ưng vương một chút, không tiếp tục nói cảm tạ loại hình, vậy sẽ lộ ra giả mồm. hai người cùng kiếm sát vương bay ra thanh hồn bí cảnh tiến vào thần châu, tiểu ưng vương hạ lệnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng dung nham tử địa tới gần. Ba tên mặc vũ tộc cường giả rất là kinh nghi, nhưng tiểu ưng vương không có giải thích, ba người đành phải thi hành mệnh lệnh. Bên này khoảng cách dung nham tử địa cũng không xa, chỉ có hơn nửa canh giờ lộ trình, giang giật cùng tiểu ưng vương mặt mũi tràn đầy khẩn trương bốn phía liếc nhìn, sợ phía trước du thiên vương ô thiên vương đột nhiên xuất hiện, kia giang giật cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Giang giật phi thường may mắn, đương nhiên có thể là ô thiên vương du thiên vương hai người truy nhầm phương hướng, hoặc là đi luyện ngục bí cảnh. Thẳng đến đến dung nham tử địa phụ cận, một đường đều không có tao ngộ bất luận cái gì truy binh. Tiểu ưng vương, ta đi, như lần này không chết, quay đầu mời người uống rượu ngon nhất. Giang giật dứt khoát bay ra thần châu, hướng xa xa một áng đỏ bay đi. Tiểu ưng vương đưa mắt nhìn Giang giật rời đi, nhìn qua thân ảnh của hắn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm đen, hắn nặng nề thở dài nói, Giang giật, lần này ngươi nếu không chết, tự có tư cách trở thành bản vương muội phu, ta hội khuyên phụ vương đem muội muội gả cho ngươi, nhất định muốn sống sót chương 1576, nham tương đầm sâu. Giang giật quyết định rất sáng suốt, giống như hắn đi theo tiểu ưng vương hồi trở lại luyện ngục bí cảnh, liền là tự chui đầu vào lưới, bởi vì ô thiên vương cùng du thiên vương đều đi luyện ngục bí cảnh. Hai đại thiên vương vây quanh thần dương bí cảnh dạo qua một vòng, không có phát hiện giang giật về sau, quyết định trực tiếp đi luyện ngục bí cảnh. Tại hai người xem ra, mặc kệ giang giật phải trăng đánh chết du thiên nghịch, cuối cùng đều sẽ bỏ chạy luyện ngục bí cảnh. Bởi vì nơi đó là tốt nhất ẩn núp địa phương, giang giật chút thực lực ấy đã có thể ở bên trong đợi 20 ngày, khẳng định là nắm giữ cái gì bí quyết, hoặc là cảm mộ cái gì thần thông, hắn liền có thể nghỉ ngơi 30 thiên, 100 ngày. Hai người đi vào luyện ngục bí cảnh sau bắt đầu toàn lực lục soát luyện ngục bí cảnh quá tốt đẹp đại, coi như hai người cảnh giới cũng rất khó nhanh chóng lục soát xong, mà y tốt thiên mạc vương bạch hà vương bọn người truyền tống tới cần thời gian, sở dĩ giang giật trên đường liền không có tao ngộ bất luận cái gì truy binh. Tiểu ưng vương cùng giang giật phân biệt về sau, cũng không có hướng luyện ngục bí cảnh bay đi, mà là về phía tây bên cạnh cuồng bay. Chuẩn bị đem du thiên nghịch đám người thi thể nhét vào phía tây, để truy binh nghĩ lầm giang giật về phía tây bên cạnh đào tẩu, dạng này có thể cho giang giật tranh thủ thêm một chút thời gian. Kỳ thật, tiểu ưng vương trong lòng cảm thấy dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dung nham tử địa đừng nói giang giật, sợ là mị ảnh vương đều không thể tiến vào A một khi không cách nào tới gần dung nham tử địa. Giang giật cũng chỉ có thể trong hư không lang thang, cuối cùng bị truy binh vây bắt, hoặc là bị bắt, hoặc là vĩnh viễn lưu tại trong vùng hư không này. Về phần hắn chính mình, tiểu ưng vương ngược lại là căn bản không lo lắng, coi như tao ngộ du thiên vương nhiều nhất bị đập thành trọng thương, ai thật dám giết hắn. Dung nham tử địa, bên này, giang giật khoảng cách dung nham tử địa càng ngày càng gần, phía trước một áng đỏ chiếu sáng nửa bên hư không. Giang giật xa xa có thể nhìn thấy, cái này dung nham tử địa tựa như là một khối siêu cấp lớn như cự thạch, cự thạch ở giữa là lõm đi vào, hồng quang liền là từ đó tâm phát ra, còn đem toàn bộ dung nham tử địa chiếu dọi đến một mảnh màu nâu đỏ. Sang giật tay nắm lấy hỏa linh châu, khuôn mặt phi thường kiên định, tốc độ cao nhất hướng phía trước mới bay đi, cái này dung nham tử địa liền là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, giống như không cách nào đi vào, hắn chỉ có một con đường chết. Vạn lý, năm ngàn dặm, ngàn dặm, nội tâm của hắn càng phát khẩn trương vào đây, hắn đã có thể thấy rõ ràng dung nham tử địa trung tâm một cái cự đại sơn trong cốc, có vô số hỏa diễm như độc xà lưỡi rắn vặn vẹo, từng đầu ngọn lửa thoát ra khoảng chừng cao vạn trượng, không cần tới gần xa xa nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Hỏa linh châu bên trong quang mang lấp lánh, từng đạo không hiểu năng lượng liên tục không ngừng truyền lại vào đây, Giang giật thỉnh thoảng quét mắt một vòng, sợ cái này hỏa linh châu đột nhiên tự không chống nổi, sau đó mình bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu cháy thành cho bụi. Đi, Giang giật không dám hướng trung tâm bay đi, lượn quanh một cái đường cong hướng từ địa biên giới bay đi. Cái này dung nham tử địa cũng không lớn, hẳn là so thần dương bí cảnh còn muốn nhỏ một chút, phương viên trăm vạn lý tả hữu Bên trong đều là san sát loạn thạch, không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, đương nhiên nơi đây có thể có thực vật đó mới là gặp quỷ. 500 dặm, 300 dặm, trăm dặm, giang giật con mắt càng thêm đến tỏa sáng, khoảng cách phía dưới chỉ có trăm dặm, nhưng hắn vẫn là không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ cao. Điều này nói rõ hỏa linh châu không thể so với mặc vô tộc đỉnh cấp tích hỏa châu tranh lệch, hắn lại hướng xuống mới bay vài dặm, đồng dạng phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay hỏa linh châu. Ám đạo đây rốt cuộc là cái gì trí bảo lại có được như vậy cường đại tích hỏa năng lực. Không đúng, hẳn là hỏa long kiếm cường đại, giang giật nhớ tới hỏa linh châu chỉ là hỏa long kiếm một phần, thanh kiếm này mới là thật cường đại. Mới dung hợp bốn cái tàn kiện, như đem còn lại ba cái tàn kiện, còn có chân chính khí linh tìm tới, thanh kiếm này uy lực nên lớn bao nhiêu? Thanh kiếm này là cái gì cấp bậc binh khí đạo thiên linh bảo, hồng mông linh bảo cái kia lão giả thần bí khi còn sống nên mạnh bao nhiêu đỉnh cấp phong vương cấp cường giả hay là diệt ma đại đế loại kia cấp bậc cường giả vẫn là? Hắn liền là diệt ma đại đế, Giang Dật nghĩ nghĩ, tựa hồ diệt ma đại đế vừa vặn chết đi vạn năm, tương đương hạ giới thời điểm liền là trăm vạn năm cái kia lão giả thần bí nói tại thiên tinh giới lưu lại trăm vạn năm chẳng lẽ hắn thật là diệt ma đại đế. Lắc đầu, Giang giật đem chuyện này vứt qua một bên, giờ phút này suy nghĩ nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẫn là trước sống sót rồi nói sau. Tốc độ của hắn trở nên chậm, từng điểm từng điểm hướng dung nham tử địa tới gần, bắp thịt toàn thân kéo căng tới cực điểm. 50 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Giang giật nội tâm triệt để đại định, tiếp tục hướng xuống mới bay đi, khi hắn bước chân đạp ở phía dưới một cái trên tảng đá, hắn thở ra một hơi thật dài. Hỏa linh châu tuyệt đối là cấp cao nhất tích hỏa trí bảo, phong vương cấp cũng không dám tới gần địa phương, hắn lại có thể nhẹ nhõm vào đây, không có nửa điểm ảnh hưởng. Suy suy, nhìn qua nơi xa dung nham tử địa trung tâm bên trong thung lũng kia, không ngừng thoát ra màu vỏ quyết ngọn lửa, giang giật đôi mắt lần nữa sáng lên. Không biết hỏa long châu có thể hay không đem loại kia thiên địa kỳ hỏa thu nhập vào đây giống như có thể thu, hắn tuyệt đối có thể thêm một loại phi thường cường đại thần thông. Nhìn ra ngoài một hồi giang giật không dám mạo hiểm, không những không dám tới gần, ngược lại chậm rãi lui lại hắn thần thức tại bốn phía đảo qua, tìm kiếm ẩn núp địa điểm, truy binh tùy thời có thể đến, phong vương cấp cường giả thần thức nhẹ nhõm có thể dò xét 10 vạn lý, coi như bọn hắn không dám tới gần dung nham tử địa, nhưng có thể xa xa phóng thích thần thức dò xét. Bên kia có cái hang đá, Giang giật thận trọng phi hành mấy trăm dặm sau tìm được một cái hang đá, hắn không dám dùng hỏa long kiếm đào hang đá, thậm chí cũng không dám xuống dưới bôn tàu, vạn nhất lưu lại bất cứ dấu vết gì, rất dễ dàng bị người dò xét đến phía trước cái kia hang đá rất rõ ràng, ngay tại một tòa cửa đại thạch phong bên trong, dọc theo đi lòng đất, bên trong cũng không có tối như mực một mảnh mà là lóng lánh ánh sáng đỏ, hẳn là hang đá chỗ sâu cũng có hỏa diễm. Ẩn nấp không ẩn nấp đã không trọng yếu, dù sao có cường giả dùng thần thức dò xét đồng dạng phi thường dễ dàng. Hưu, Giang giật thận trọng hướng trong thạch động bay đi, hang đá phi thường lớn, không ngừng sâu, vẻn vẹn bay vài dặm, Giang giật phát hiện hang đá đến cuối cùng. Phía trước là một cái cửa đại địa động, hoặc là nói nham tương đầm sâu, hắn đứng tại hang đá khẩu liếc mấy cái âm thầm kinh hãi. Nham tương đầm sâu phi thường lớn, không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới đều là nóng hổi nham tương, còn có đạo đạo khói xanh lượn lờ, thỉnh thoảng có màu vỏ quyết tiểu hỏa lưỡi toát ra, xem ra dung nham từ địa trung tâm sơn cốc kia dưới đáy đồng dạng kết nối lấy cái này nham tương đầm sâu. Tự nơi đó, Giang giật ở bên trái thấy được một cái đột xuất thạch đầu, trên tảng đá có một cái đất bằng, hắn thân thể bay đi đứng tại đột thạch phía trên, thần thức quét mấy lần xác định không có nguy hiểm về sau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thả ra tiềm ẩn thuật nơi này cách khai mặt đất chỉ có hai dặm giống như dung nham tử địa phía trên có phong vương cấp cường giả dùng thần thức dò xét đồng dạng không có chứng dùng giang giật chỉ có thể trông cậy vào tiềm ẩn thuật mỹ ảnh tộc tiềm ẩn thuật duy nhất bộ thiên dưới tiềm ẩn về sau không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí thức coi như phong vương cấp cường giả không tra xét rõ ràng đều không phát hiện được hư không vô tận truy binh muốn dò xét phi thường khó khăn cho dù có cường giả tới này dò xét, phát hiện nơi này khủng bố như thế hẳn là cũng sẽ không kỹ càng dò xét, thần thức tùy ý quét quét liền sẽ lướt qua a. À. Truy sát một hai tháng tìm không thấy hắn, truy binh tự nhiên sẽ thối lui, hắn liền có thể nghĩ biện pháp thoát đi. Lý tưởng rất hiện thực, còn như hiện thực có thể hay không rất tàn khốc giang giật không biết, loại tình huống này hắn đã bất lực, chỉ có xem lão thiên gia phải chăng chiếu cố hắn. Trường 1577, tiễn ngươi về Tây Thiên. Lão thiên gia rất chiếu cố giang giật, ít nhất ô thiên vương du thiên vương đi luyện ngục bí cảnh. Giống như bọn hắn bốn phía tìm kiếm, đoán chừng giang giật còn không có đến dung nham tử điện liền sẽ tao ngộ bên trên. Còn có bạch hà vương thiên mạc vương các loại chờ năm người tới thần dương bí cảnh về sau, mang theo hơn vạn cường giả từng cái xé rách hư không mà đi cưỡi mấy trăm chiếc hỗn độn thần thuyền tìm kiếm, y vu mấy người cũng bắt đầu tìm kiếm cuối cùng lại thành công bị tiểu ưng vương lừa dối, nếu không đoán chừng có thể cũng sẽ tao ngộ bên trên. Tiểu ưng vương cưới hỗn độn thần thuyền đi thần dương bí cảnh biên giới Tây Nam, tùy ý tìm một cái tiểu bí cảnh đem hai cỗ thi thể ném một cái, hắn còn cùng giang giật muốn một cái kiếm sát tộc, đem kia kiếm sát tộc phá hủy, hai cốt ném vào, sau đó khống chế thần châu bằng nhanh nhất tốc độ về phía Tây phía Nam tiếp tục bay đi. Thiên mạc vương bọn người cưới mấy trăm chiếc thần châu, những này thần châu đều là dùng để tuần sát hư không, sở dĩ phía trên đều có đưa tin mật trận, bất kỳ cái gì một chiếc thần châu có phát hiện, đều có thể lập tức đưa tin để toàn bộ người biết một chiếc thần châu rất nhanh liền phát hiện thi thể, còn lại hỗn độn thần thuyền lập tức hướng bên kia bay đi, theo kiếm sát tộc hải cốt, còn có công kích vết tích xem, du thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm đích thật là bị kiếm sát tộc tươi sống đánh chết. Toàn bộ thần châu bạo động, nhao nhao thành hình quạt về phía tây phía nam đuổi theo, đãng ma quân người còn thông qua đưa tin mật trận đưa tin cho ô thiên vương du thiên vương. Y tốt bọn người không có cưới hỗn độn thần thuyền, mà là phóng thích tiềm ẩn thuật ngay tại trong hư không tiềm hành một đường dò xét, biên giới Tây Nam rất nhiều bí cảnh cùng tử địa một cái đều không buông tha. Hai canh giờ về sau, y tốt tại một cái tiểu bí cảnh bên trong tìm được tiểu ưng vương, cái này tiểu bí cảnh quá nhỏ, mà lại bên trong không có linh khí nồng nặc, sở dĩ không có nhân loại ở lại, bên trong cũng không thấy bất luận kẻ nào, chỉ thấy tiểu ưng vương một người. Tiểu ưng vương tại bí cảnh một đỉnh núi ngồi, hắn còn lấy ra một bộ đồ uống trà, một người nhàn nhã uống trà, tựa như một người cao nhân đắc đạo ở chỗ này ngộ đạo. Y tốt phát hiện tiểu ưng vương sau lặng yên thối lui ra khỏi bí cảnh, đồng thời thông qua phương pháp đặc thù liên hệ trinh sát đường người, để bọn hắn đi truyền tin. Chính hắn tại bí cảnh bên ngoài ngồi chờ, tránh cho người ở bên trong đào tàu. Y tốt phát hiện để mọi người tinh thần đại chấn, giang giật không có cách nào xé rách hư không, cũng không có cách nào tiến vào bí cảnh, chỉ có thể trông cậy vào tiểu ưng vương, sở dĩ mọi người đương nhiên cho rằng giang giật cùng tiểu ưng vương cùng một chỗ. Mấy trăm thần châu lập tức hướng bên kia tiến đến, Ô thiên vương du thiên vương trước tiên theo luyện ngục bí cảnh bên trong mặc đâm ra đến, đồng dạng hướng cái này bí cảnh chạy đến. Thiên mạc vương bọn người biết được ô thiên vương cùng du thiên vương đã chạy đến, đến bí cảnh sau cũng không có đi vào. Tiểu ưng vương ở bên trong, cái này cần tội nhân sự tình vẫn là phải du thiên vương tới làm đi, mà lại đây là đáng ma quân sự tình, hai cái thống soái xuất thủ càng tốt hơn một chút. Năm cái phong vương cấp, hơn vạn tên phong hào chiến thần cấp cường giả, hơn 500 chiếc hỗn độn thần thuyền, đem cái này bí cảnh bao bọc vây quanh y tốt lần nữa đi vào dò xét một lần phát hiện tiểu ưng vương còn tại về sau mọi người triệt để yên tâm hơn hai canh giờ sau ô thiên vương du thiên vương cùng nhau mà đến du thiên vương đầy mắt hồng quang hắn nhìn lướt qua bốn phía quát khẽ nói y tốt ông một thân ảnh theo trong hư không đột ngột xuất hiện y tốt chắp tay nói y tốt tham kiến hai vị thống soái tiểu ưng vương còn tại bên trong bất quá chỉ có hắn một người cũng không nhìn thấy giang giật đi, ô thiên vương vung tay lên trực tiếp hướng bí cảnh bên trong mặt đâm mà đi, vô số thần châu bên trong quang mang lấp lánh một đầu tóc bạc bạch hà vương, còn có mái tóc màu xanh thiên mạc vương bọn người bắn ra, đi theo hai người hướng bí cảnh bên trong phóng đi. Cái này bí cảnh bên ngoài có hồng mông cương khí, bất quá rất ít, không nói phong vương cấp cường giả, liền xem như phổ thông phong hào chiến thần đều có thể nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào. Bất quá không ít người lưu tại bên ngoài, tiếp tục đề phòng, chỉ có tiến đi mấy ngàn người. Hiu hiu hiu, mấy ngàn người bay vụt mà tiến, từng đạo thần thức toàn bộ khóa chặt đỉnh núi Tiểu ưng Vương. Mà Tiểu ưng Vương lại tựa như không có cảm giác được mọi người, tiếp tục ngồi xếp bằng uống trà, hắn một đầu tóc lục phất phới, đôi mắt như ưng, khuôn mặt như vỏ đau phủ đúc, kia phân thong rong, loại kia tới gọi tới cao quý và khí chất, để rất nhiều người âm thầm gật đầu, địa giới đệ nhất công tử quả nhiên danh bất hư truyền, cái này phong thái khí độ đương thời vô song. Hừ, Du Thiên Vương trùng điệp hừ một cái, như kinh lôi lóe sáng, phá vỡ bí cảnh bên trong bình tĩnh trường thương trong tay của hắn xuất hiện nồng đậm sát khí lan tràn ra quát lạnh tiểu ưng vương giang giật đâu để hắn ra nhận lấy cái chết tiểu ưng vương rốt cục nâng lên đầu hắn nhìn lướt qua du thiên vương đứng dậy cung kính chào theo kiểu nhà binh nói thuộc hạ tham kiến hai vị thống soái gặp qua các vị quân chủ giang giật ta không biết a à. không biết một đám người trợn trắng mắt tiểu ưng vương đây là mở mắt nói lời bịa đặt a à. du thiên vương phẫn nộ quát tiểu ưng vương Giang giật không phải ngươi mang theo rời đi luyện ngục bí cảnh sao không phải ngươi mang theo tiến vào thần dương bí cảnh sao cuối cùng không phải cùng ngươi cùng rời đi ngươi còn dám bịa đặt lung tung, tin hay không bản vương ngay tại chỗ giết chết ngươi. Tiểu ưng vương mặt không đổi sắc, cung kính trả lời, dù thống soái ngươi hiểu lầm, không phải ta mang theo hắn, ta là bị hắn bắt, hắn nói ta không mang theo hắn tự chém giết ta. Giang giật thực lực rất cường đại, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn thần âm pháp tác uy lực các ngươi hẳn phải biết, đảm nhiệm thượng tướng quân đều có thể chấn áp, thuộc hạ chiến lực so sánh với tướng quân kém xa, chỉ có thể y theo mệnh lệnh của hắn làm việc, việc này lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy, các ngươi có thể chứng thực một phen. Đánh giám, Du Thiên Vương giận dữ, chỉ vào Tiểu Ưng Vương nói, Tiểu Ưng Vương, ngươi hủy đi truyền tống trận, việc này còn không có tìm ngươi phiền phức. Lập tức nói ra gian giật hạ lạc, hay là, hắn ngay tại ngươi không gian thần khí bên trong giống như không nói ra gian giật ở đâu không giao ra hắn, ngươi chính là đồng phạm. Ha ha ha, tiểu ưng vương ngửa mặt lên trời cười ha hả đùa cợt nhìn qua du thiên vương nói, du lịch thống lĩnh, người muốn nói truyền tống trận sự tình, vậy chúng ta là không muốn thảo luận một chút đảm nhiệm thượng tướng quân sự tình trong mắt của ta hôm nay có thể xuất hiện cục diện như vậy, hoàn toàn là các người muốn mưu hại giang giật ba cái thê tử gây nên. Người nói giang giật tại ta không gian thần khí bên trong cứ tới điều tra, còn như nói đồng phạm muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do giang giật rời đi thần dương bí cảnh sau chúng ta tựu mỗi người đi một ngả, ta không có chém giết bất kỳ người nào, ta không biết giang giật hạ lạc, coi như các ngươi giết ta, cũng liền một câu nói như vậy. Oanh, dù thiên vương cũng nhịn không được nữa, trong tay trường thương màu đen đột nhiên một đâm, một đầu hắc long gào thét mà đi, đem tiểu ưng vương chỗ sơn phong toàn bộ đánh cho chia năm xẻ bảy. Tiểu ưng vương thổ huyết cuồng bay, nhập vào đá vụn bên trong, không bằng hắn rất nhanh liền bay đi lên, trong miệng đều là tiên huyết, hắn nhếch miệng cười ha hả nói, thống khoái, dù thiên vương, tiếp tục công kích, hôm nay ngươi có thể oanh sát bản vương, tính ngươi có dũng khí. Suy suy, Du Thiên Vương trong cơn giận dữ, lần lượt công kích, không ngừng đem Tiểu Ưng Vương đập bay xuống dưới. Tiểu Ưng Vương lại lần lượt bay lên, mặc dù trong thân thể xương cốt đoạn đến không sai biệt lắm, nội tạng cũng bị nghiêm trọng chấn động, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn là như vậy kiệt ngạo bất tuần, khóe miệng một mực mang theo vẻ đùa cợt. Tiểu Ưng Vương, ngươi nói hay không không nói bản vương tựu không khách khí, tiễn ngươi về Tây Thiên. Du thiên vương âm thanh lạnh lẽo vang lên, trong tay trường thương màu đen phía trên hắc quang lấp lánh, một đầu hắc long xoay quanh du tẩu, trên người hắn sát khí phi thường nồng đậm, rõ ràng động sát tâm. Hưu, đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh phá không mà xuống, một cỗ hạo hãn như sơn nhạc khí thức bao phủ toàn trường, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường, du phong. Người muốn đưa nhi tử ta quy thiên tin hay không bản vương tiễn ngươi về Tây Thiên A. mươi 1578, Bá Đạo, Lục ưng vương, vô số người đầy mắt kinh ngạc, bên ngoài có mấy ngàn người chấn thủ, lục ưng vương vào đây bọn hắn lại không chút nào chi giác bất quá ngẫm lại mọi người cũng liền bình thường trở lại, giống như người người đều có thể đơn giản dò xét đạo lục ưng vương, hắn cũng không phải địa giới người thứ nhất. Nghe lục ưng vương, trong mọi người tâm run lên, lời này nếu là người khác nói, mọi người sẽ cảm thấy thật ngông cuồng, quá phách lối. Nhưng lục ưng vương nói ra mọi người lại cảm thấy đương nhiên, có lẽ là lục ưng vương cho tới nay chính là cái này tính khí chính là như vậy bá đạo rất hung ác vô số ánh mắt hướng trên không trung quét tới du thiên vương nhìn thấy một đầu tóc lục bay múa toàn thân đều tràn ngập một cỗ quân lâm thiên hạ ngoài ta còn ai khí thức lục ưng vương đôi mắt co rụt lại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lục ưng vương hóa thành một đạo lục quang bay vụt mà đến hung ác nham hiểm con người bốn phía quét qua lạnh giọng nói ra lão tà các ngươi đây là ý gì a à, ngay từ đầu đưa tin cho bản vương nói nhi tử ta xảy ra chuyện ta tới lại xem lại các người muốn chụp chết nhi tử ta hắn phạm vào tội gì các người muốn chụp chết hắn lại nói coi như phạm vào tội muốn chụp chết hắn cũng là bản vương tới quay khi nào đến phiên các ngươi toàn trường như chết trầm mặc tất cả mọi người bị lục ưng vương khí thế chấn nhiếp rất nhiều người đại khí cũng không dám phun ra đây chính là lục ưng vương những năm này dùng vô số thủ đoạn cùng chiến đấu ngưng tụ mà thành uy nghi liền du thiên vương không bao giờ cũng không dám trả lời sợ lục ưng vương trực tiếp động thủ bắt hắn cho xé ô thiên vương sắc mặt tương đối thong dong hắn trầm ngâm một phen chắp tay nói mộc huynh việc này cũng không trách du phong hắn cũng là giận điên lên hắn đương nhiên sẽ không làm loạn bản vương càng sẽ không để hắn làm loạn chuyện là như thế này ô thiên vương đem sự tình kỹ càng đi qua nói một lần hắn nói chuyện kỹ xảo không tệ không có nói là tiểu ưng vương giúp giang giật chỉ là mịt mờ nói rõ sự thật, dùng lục ưng vương thông minh nhất định có thể nghe hiểu. Lục ưng vương nghe hiểu, bất quá sắc mặt đồng dạng lạnh lùng như băng, hắn dừng một chút, cười lạnh nói ra, du phong, đầu óc người bị cửa kẹp hỏng một cái phá truyền tống trận thôi. Bản vương chẳng lẽ không thường nổi việc này không cũng rất rõ ràng sao nhi tử ta có thể giết một người hắn bị sao không ngứ đập thành trọng thương, lại bị giang giật cái kia tiểu giã trùng cưỡng ép, hắn cũng là người bị hại. Du Phong, nhà ngươi người bị giết, tự giận chó đánh mèo nhi tử ta có phải hay không xem chúng ta mộc ra dễ khi dễ nhà ngươi người chết hết sao không chết hết bản vương giúp ngươi một cái toàn trường vô số người lật lên bạch nhãn rất nhiều người đã sớm nghe nói qua lục ưng vương rất hung ác bá đạo không nói đạo lý hôm nay xem như kiến thức đây quả thực là một kẻ lưu manh vô lại a à, lại vẫn cứ chiến lược địa giới đệ nhất khó trách không ai dám trêu chọc hắn danh con lục ưng vương không đợi du phong nói chuyện ánh mắt quét qua phía dưới toàn thân đẫm máu tiểu ưng vương nói, còn không đem không gian thần khí giao ra cho bọn hắn nhìn xem bên trong là không ẩn giấu gian giật giống như ngươi thật ẩn giấu. Bản vương tại chỗ đập chết ngươi, nếu như không có dấu, lão tà sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ông, tiểu ưng vương rất quả quyết đem không gian giới chỉ giải trừ tinh thần liên hệ ném cho lục ưng vương. Lục ưng vương sau khi nhận lấy từ bên trong lấy ra một cái hạt châu quét qua về sau, nói ra, gian giật tiểu tử kia ta gặp qua, bên trong không có, lão tả người có muốn hay không nhìn xem. Không cần, ô thiên vương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, kỳ thật vào đây nhìn thấy tiểu ưng vương dáng vẻ về sau, ô thiên vương liền biết giang giật khẳng định không có ở chỗ này. Tiểu ưng vương rõ ràng là giúp giang giật chuyển di lực chú ý, để hắn tốt đào tàu thôi, lục ưng vương nhân vật như vậy cũng khinh thường tại nói dối. Lục ưng vương đem giới chỉ dương lên, lãnh mâu quét qua thiên mạc vương bạch hà vương bọn người, lạnh giọng nói ra, mấy người các người đâu tới tới tới, đều đến dò xét một cái đi. Bạch Hà Vương bọn người cũng không dám đi dò xét, Bạch Hà Vương khoát tay nói, lục ưng vương, người cũng nói không có, vậy dĩ nhiên chính là không có. Lần này Du Phong hẳn là trách lầm hiền chất, ách, Du Phong sắc mặt dây lát biến, Bạch Hà Vương thế mà bỏ đá xuống giếng, thoáng cái liền đem sự tình toàn bộ giao cho hắn, hắn khuôn mặt thanh bạch đan sen, như thế thời khắc cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể gượng trống. Hưu, lục ưng vương đem giới chỉ ném cho tiểu ưng vương, ánh mắt bỏ ra ô thiên vương nói nếu là du phong trách lầm nhi tử ta lão ta, việc này phải chăng có thể cho bản vương cái bản giao a à cái truyền tống trận kia sửa tình bản vương cũng bất luận đúng sai chúng ta mộc ra bồi thường lão ta ngươi nói thế nào cái này ô thiên vương sắc mặt trầm xuống việc này lúc đầu tiểu ưng vương tự có lỗi bị lục ưng vương hung hăng cản quấy một phen biến thành bọn hắn có lỗi chỉ là cùng lục ưng vương là có lý không nói được a à, hắn người này một mực dạng này chiếm lý thời điểm cùng ngươi nói rõ lý lẽ không chiếm lý trực tiếp động thủ, giết chết người hắn tự chiếm sửa lại. Hắn dừng một chút, hướng lục ưng vương đưa tới một cái khẩn cầu ánh mắt, cười khổ nói, Mộc Huynh, việc này coi như xong đi, tiểu ưng vương ngươi mang về, truyền tống trận cũng không cần bồi thường, chúng ta đáng ma cốc bồi, cho ta cái mặt mũi như thế nào. Ô Thiên Vương làm đáng ma quân đệ nhất nhân, tại địa giới là xếp hạng trước mấy nhân vật, lại mạnh mẽ bị lục ưng vương làm cho ăn nói khép nép. Lục ưng vương ngược lại không đến nỗi liền ô thiên vương mặt mũi cũng không cho, chiếm tiện nghi hắn thu tay lại, lãnh mâu quét qua Du Thiên Vương nói, Du Phong, lần này tựu cho lão tả mặt mũi, đừng tưởng rằng các ngươi thần dương tộc đã từng cường hoành nhất thời, liền có thể tùy ý làm loạn. Ngươi xem lần này tựu xảy ra chuyện đi bị một cái nho nhỏ phi thăng giả đem toàn tộc không sai biệt lắm đồ, ngươi cũng thật ném các ngươi tổ tông mặt. Phốc, Du Thiên Vương cũng nhịn không được nữa, ngược một cái tổ huyết ép không được cuồng phún mà ra, hai mắt tối sầm kém chút đập xuống xuống dưới, bị lục ưng vương tươi sống cho tức giận đến thổ huyết lục ưng vương không còn quan tâm du thiên vương thân thể bay vụt mà xuống một tay bắt lấy tiểu ưng vương hóa thành một đạo lục quang phóng lên tận trời rất nhanh bay ra bí cảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt bay ra bí cảnh về sau nơi xa một chiếc hỗn độn thần thuyền bay vụt mà đến lục ưng vương mang theo tiểu ưng vương vọt vào thần châu quang mang lóe lên hướng nơi xa bay đi ầm um, vừa tiến đến lục ưng vương liền đem tiểu ưng vương hung hăng hất lên tiểu ưng vương bị nện tại buồng nhỏ trên tàu bên trên trong khoang thuyền có rất nhiều mặc vũ tộc cường giả, nhao nhao một gối quỳ xuống quát khẽ nói tộc vương bất giận. Hừ, lục ưng vương nhìn lướt qua tiểu ưng vương khiển trách, người cánh trưởng cứng rắn a à ai cho phép ngươi đi giúp cái kia tiểu dã trùng bản vương mặt đều cho ngươi mất hết. Tiểu ưng vương cả người xương cốt vốn là toái đến không sai biệt lắm, giờ phút này bị hung hăng một đập toàn thân đều truyền đến như tê liệt đau đớn, hắn thân thể cũng hơi run rẩy nhưng sắc mặt không có một tia cải biến, hắn kiệt ngạo bất tuần ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn qua lục ưng vương nói ta làm việc tự có đạo lý của ta không cần ngươi quản đồ hốn chướng lục ưng vương đưa tay hung hăng quét tới đem tiểu ưng vương lại đập bay ra ngoài hắn lạnh lùng liếc qua hạ lệnh đem cái này tiểu xúc sinh trói lại mang về giam lại không đột phá phong vương cấp không cho phép ra mỗi ngày liền biết gặp rắc rối lục ưng vương nổi giận đùng đùng đi trước khoang thuyền mặc phố tộc cường giả bối rối chạy tới đỡ dậy tiểu ưng vương mấy người cho hắn chữa thương tiểu ưng vương trong miệng tiên huyết tuôn ra, nhưng sắc mặt vẫn là không có cải biến, ánh mắt của hắn nhìn một cái phía đông, u u thở dài, giang giật, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, có thể sống sót hay không, tự xem ngươi vận khí. mươi 1579, Đại Mãnh Liệt mau cứu ta. Lão tà, lục ưng vương đi, bạch hà vương phi đi qua ngưng tiếng nói, giang giật có khả năng hay không ngay tại tiểu ưng vương trong giới chỉ. Lục ưng vương phụ tử có thể hay không diễn giật dây đem giang giật mang về mặc vũ bí cảnh. Thiên Mạc Vương bọn người biến sắc, giống như Giang Giật thật bị mang đến Mạc Vũ bí cảnh, những cái kia các gia tộc người tự chết vô ích. Mà còn chờ Giang Giật tu luyện ẩn núp mấy chục năm, đã tới phong vương cấp về sau, Giang Giật tính cách như thế ngang ngược, các gia tộc đến lúc đó có thể muốn gặp nạn A. Không đến mức, ô Thiên Vương rất khẳng định nói ra, lục ưng vương người này ta hiểu rõ, hắn mặc dù tính cách ngang ngược bá đạo, nhưng hắn rất nhiều chuyện vẫn tương đối có nguyên tắc, biết rõ nặng nhẹ. Mà lại, Ta nghe nói tại địa sát giới Giang Giật kém chút bị lục ưng vương chụp chết, đằng sau Giang Giật còn cuồng vọng định ra một cái 10 năm ước hẹn, nói muốn 10 năm sau không đem lục ưng vương hành hạ phải cùng cầu đồng dạng, hắn tự tự sát. Việc này tại địa sát giới rất nhiều người biết, các ngươi hỏi thăm một chút liền biết, giống như các ngươi là lục ưng vương, sẽ giúp Giang Giật sao? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, giống như việc này là thật, không nói lục ưng vương tính cách, liền xem như bọn hắn khẳng định cũng sẽ không giúp Giang Giật, ngược lại sẽ hy vọng giang giật chết ở chỗ này ô thiên vương rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn mở miệng nói tiểu ưng vương rõ ràng tại giúp giang giật sở dĩ giang giật hẳn là hướng phương hướng ngược nhau đào tẩu giang giật không có cách nào phá vỡ hồng mông cương khí giờ phút này thời gian trôi qua không lâu như vậy giang giật hẳn là liền tại phụ cận cái nào đó bí cảnh hoặc là từ địa bên trong ẩn núp đương nhiên cũng không bài trừ trở về luyện ngục bí cảnh y tốt cầm địa đồ đến y tốt thân thể lóe lên lấy ra một bộ phụ cận hư không địa đồ, ô thiên vương triệu tập mọi người chỉ vào địa đồ nói, chúng ta bảy người tăng thêm y tốt, chia tám tổ phân biệt dò xét bộ phận khu vực. Sở hữu bí cảnh cùng tử địa đều muốn dò xét, một chỗ đều không cần buông tha. Mặt khác đưa tin cho phụ cận mấy đại giới diện tuần bên cạnh dùng, để bọn hắn chớ vào tuần tra, làm thành một vòng tròn đem khu vực phụ cận vây quanh, tránh cho giang giật chạy ra khu vực này. Tốt, ô thiên vương biện pháp không tệ, mọi người nhao nhao gật đầu, cũng bay bắn ra bí cảnh riêng phần mình lên hỗn độn thần thuyền. Hơn 500 chiếc chia bảy tổ, hướng tứ phía tám mới bay đi, riêng phần mình phụ trách một cái khu vực bắt đầu tìm kiếm. Thần châu bên trên thiên cơ thuyền đưa tin mật trận sáng lên, đưa tin cho mấy đại giới diện tuần bên cạnh dùng, để bọn hắn ở ngoại vi tuần sát, xác định Giang giật không muốn chạy đi là đủ. Giang giật hẳn không có hỗn độn thần thuyền, coi như cũng không dám dùng, dù sao mục tiêu quá tốt đẹp lớn, rất dễ dàng bị phát hiện cùng chặn đường ô thiên vương lần nữa quay về luyện ngục bí cảnh hắn thấy giang giật đi luyện ngục bí cảnh khả năng phi thường lớn những người còn lại thì tách ra riêng phần mình lục soát từng cái bí cảnh tử địa từng cái lục soát dung nham tử địa phụ cận là bạch hà vương phụ trách khu vực đang phi hành mấy canh giờ sau bạch hà vương đã tới phụ cận hắn tự mình đi dung nham tử địa rất may mắn là hắn không dám tới gần dung nham tử địa tại khoảng cách vạn lý cảm nhận được kia cực nóng nhiệt độ cao về sau hắn liền dò xét đều không có dò xét tự dẫn người đi hắn cảm thấy khủng bố như thế nhiệt độ cao tuyệt đối không có khả năng có người ẩn núp sau đó bạch hà vương đi thanh hồn bí cảnh hắn thần thức đi vào quét một lần cảm ứng được không có sinh mệnh khí tức sau tựu lui ra để cho thủ hạ đi điều tra bạch đế thiên cũng không có bị giết bạch hà vương không có du thiên vương như vậy thực sự muốn giết giang giật chỉ là vì vấn đề mặt mũi tới đi một vòng thôi đương nhiên sẽ không vì giang giật như thế một tiểu nhân vật tận tâm tận lực đã hai địa phương này đều không có bất kỳ phát hiện nào địa phương còn lại thì càng không có khả năng có cái gì phát hiện. Một đám người hò hét ẩm ý bốn phía lục soát một lần, đem phụ cận rất nhiều bí cảnh tử địa đều đạp biến, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Luyện ngục bí cảnh, mấy đại phong vương cấp cường giả đều đem ánh mắt khóa chặt luyện ngục bí cảnh, dù sao giang giật ở lại bên trong 20 ngày. Một phen đưa tin về sau, mấy đại phong vương cấp cường giả còn có y vu toàn bộ tiến vào luyện ngục bí cảnh, bắt đầu thảm thức lục soát mấy người chuẩn bị đem luyện ngục bí cảnh vượt qua một lần, không tìm được Giang giật quyết không bỏ qua. Thời gian đã qua hơn 30 canh giờ, Giang giật như chút được gánh nặng mở to mắt. Thời gian dài như thế, địch nhân vòng thứ nhất lục soát khẳng định đi qua. Đã không ai vào đây, còn không có cảm nhận được có thần thức đảo qua, Giang giật treo lên tâm buông xuống một nửa. Hắn mở to mắt phát một hồi ngốc, nghĩ đến luyện ngục bí cảnh sự tình. Cho tới giờ khắc này hắn còn nghĩ không ra vì sao thoáng cái liền đi qua 20 ngày, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra còn có cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai chẳng lẽ là Địa sát Vương hoặc là Mị ảnh Vương nhưng nếu là bọn hắn một trong, sớm nên hiện thân mang theo hắn thoát đi a. À. Nghĩ đến một trận giang giật lắc đầu không hề để tâm, hắn có chút nhức cả trứng bốn phía liếc nhìn. Nơi này không có bất kỳ cái gì linh khí, tự nhiên là không cách nào tu luyện, bởi vì thời khắc lo lắng nguy hiểm tiến đến, hắn cũng tính không nổi tâm đi lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, tại cái này khô tọa lấy cảm giác một ngày bằng một năm a nếu không đi dò xét thoáng cái nơi này thiên địa kỳ hỏa nhìn xem có thể hay không thu phục. Giang giật nghĩ đến một trận nội tâm lên một cái ý niệm trong đầu, giống như có thể thu phục nơi này kỳ hỏa, lại cùng hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc hỏa diễm dung hợp, uy lực khẳng định dọa người, nói không chừng có thể đem phong vương cấp cường giả thiêu chết. Không được, Giang giật nhớ tới kia hỏa diễm kinh khủng, vẫn là không dám tự tiện đi mạo hiểm. Hắn mặc dù tại dung nham tử địa, nhưng cũng không có tới gần này thiên địa kỳ hỏa, Giống như khẽ dựa gần vạn nhất chịu không được, sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt A. Đúng rồi, thôn thiên thú. Giang giật nhớ tới chính mình hỏa linh châu bên trong ngủ say cái kia tiểu thú. Cái này tiểu thú đối với hỏa diễm chống cự lực càng thêm hung tàn, liền ngũ sắc dung hợp hỏa diễm đều có thể ăn tồn tại. Hẳn là sẽ không e ngại cái này hỏa diễm A lại nói nó hẳn là có thể cảm giác hỏa diễm sẽ hay không đối với mình có nguy hại. Giống như không thể thôn phệ, hẳn là liền sẽ không tới gần. Tiểu mãnh liệt, hắn vội vàng truyền âm đi vào, ta phụ cận có một chỗ có thiên địa kỳ hỏa, bất quá phi thường khủng bố, người trước ra cảm ứng xuống, giống như nhiệt độ quá cao lập tức trở về đi. Ông, Giang giật truyền âm vừa mới nói xong, hỏa linh châu quang mang lóe lên, một cái màu đỏ sầm tiểu thú bay ra, đôi mắt nhỏ bên trong đều là tinh mang, nó chi chi kêu hai tiếng, truyền âm nói thiên địa kỳ hỏa ở đâu ta muốn ăn, ta muốn ăn. Chớ làm loạn, Giang giật bị hù dọa, vội vàng bắt lấy tiểu thú, Bất quá nơi này nhiệt độ cao như vậy, tiểu thú sau khi ra ngoài không có nửa điểm dị trạng, hắn ngược lại lại yên tâm một chút. Hắn dừng một chút chỉ vào nham tương đầm sâu bên kia truyền âm nói, thiên địa kỳ hỏa, hẳn là tại nham tương dưới hồ sâu mặt, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, cái này hỏa diễm là ta gặp phải bá đạo nhất hỏa diễm, ngươi chậm rãi tới gần, giống như cảm nhận được nguy hiểm lập tức lui lại, hiểu chưa? Minh Bạch, Minh Bạch, tiểu thú nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi tránh thoát sang giật bàn tay hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp xuất vào nham tương trong đầm sâu, một cái nháy mắt thời gian tự biến mất không thấy. Xoa, Giang giật xem thường ăn hàng đối với thức ăn ngon khát vọng, hắn thần thức quét tới, muốn nhìn một chút cái này tiểu thú có thể hay không thôn vệ nơi này thiên địa kỳ hỏa. Đáng tiếc nham tương suy yếu thần thức dò xét, Giang giật dò xét vài dặm sau tựu đã mất đi tiểu thú thân ảnh. Hưu, tại hắn thần thức vừa mới thu hồi lại một hồi, xa xa nham tương trong đầm sâu một đạo màu đỏ sậm ảnh từ nổ bắn ra mà ra, Thôn Thiên thú thế mà trở về, trong mắt Bạch Quang lấp lánh, một đạo cấp bách truyền âm vang lên tại giang giật trong tai, "Đại mãnh liệt, nhanh cứu ta, thật nhiều thiên viêm thú a a a a." Cắt cắt chương 1580, thiên viêm thú. Thứ gì? Giang giật thân thể đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần thức lại một lần nữa giống như thủy triều phúc tán mà đi, rất nhanh hắn khóa chặt thôn thiên thú trong miệng thiên viêm thú. Phía dưới nham tương phun trào, vô số điểm nhỏ màu đỏ như từng đầu cá xấu vặn vẹo như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn bên trên, tùy ý quét qua ít nhất có mấy vạn đầu. Cái này thiên viêm thú hình thể rất nhỏ, chỉ có một cái to bằng nắm đấm, toàn thân hỏa hồng, nhìn tựa hồ không có thực thể, tựa như một đoàn hỏa diễm. Bất quá một đôi mắt ngược lại là rất rõ ràng, đen nhánh bên trong đều là băng hàn. Đã bọn chúng có thể tại nham tương bên trong sống sót, khẳng định là nơi này thiên địa kỳ hỏa thai ngén mà ra. Bành bành bành, từng cái thiên viêm thú nổ bắn ra mà ra, giang giật không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước tiên thả ra kiếm sát tộc, đồng thời một cái cổ cầm xuất hiện, giống như kiếm sát tộc ngăn không được, tiếng đàn cũng không hề dùng, việc này tựu lớn rồi. Kiếm sát tộc không phải sinh mạng thể, chỉ là khôi lỗi, không cảm giác được nhiệt độ cao thiêu đốt, giang giật nhìn lướt qua âm thầm gật đầu, kiếm sát tộc vừa ra tới cũng không có giấy lên hừng ngực liệt hỏa, điều này nói rõ bọn chúng vẫn có thể chống cự nơi này nhiệt độ cao. Hiu hiu hiu, từng cái kiếm sát tộc bay đi, vô số cốt thứ bắn ra, hướng nơi xa nham tương trong đầm sâu liên tục không ngừng nổ bắn ra mà ra thiên viêm thú bắn nhanh mà đi, giang giật chỉ là thả ra hơn vạn kiếm sát tộc, nhưng cũng có 10 vạn căn cốt đâm. Nhưng mà, tình huống ở phía sau để giang giật nội tâm trầm lạc đáy cốc. Tất cả cốt thứ vừa mới gần sát thiên viêm thú toàn bộ bị dung thành nước thép, không nói kích thương bọn chúng, căn bản đều không thể tới gần. Đã cái này độc thứ đều vô dụng, kiếm sát tộc tiến lên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chanh chanh, Giang giật đột nhiên kéo một phát dây đàn, cái này cổ cầm coi như không tệ, cũng không có thiêu hủy, Giang giật kéo một phát cổ xưa cầm cầm dây cung, bốn phía không gian đều chấn động, một đạo cuồng bạo tiếng đàn giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Lần này có chứng dùng, nhưng chỉ chỉ là có một ít chứng dùng. Thiên viêm thú trong mắt lạnh như băng có chút nổi lên hồng quang, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng như cú cuồng bạo lao đến. Nương theo thiên viêm thú tới gần, nhiệt độ kịch liệt lên cao, kia cổ cầm cũng không chịu nổi nữa, thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa, Giang giật chỉ có một trường đem cổ cầm cho đập nát. Ông, Giang giật trong tay hỏa long kiếm hiển hiện, hắn quát lớn kiếm sát phương hợp thể. Suy suy, kiếm sát phương hóa thành lưu quang vọt vào, Giang giật thả ra sau cùng một loại cường đại thần thông, giống như loại thần thông này không có hiệu quả, hắn cùng tiểu thú cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hắn chân sau tại đột trên đá đạp mạnh, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn ra, phụ cận có rất nhiều kiếm sát tộc, hắn cũng không muốn bị thiên viêm thú hủy, hắn thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, giờ phút này cũng không có thời gian thu hồi. Ông, hỏa long kiếm bên trên bốn đầu hỏa long văn du tẩu, từng đạo lóng lánh ánh sáng đỏ, huyết hồng huyết đỏ, sát khí như một mảnh hồng vân lan tràn ra, đem phía trước nhất mấy trăm con thiên viêm lồng thú lồng vào đi. Tốt, Giang giật nhìn thấy thiên viêm thú con mắt thoáng cái đỏ lên, thân thể dừng ở giữa không trung lập tức đại hỉ, hắn qua hỏa long kiếm không ngừng bắn ra từng đạo sát khí, đem vào tới thiên viêm thú toàn bộ bao phủ đi vào. Giang giật phỏng đoán không sai, vừa rồi hắn dùng cổ cầm đàn tấu lúc, những này thiên viêm thú trong mắt lấp lánh ra hồng quang, tốc độ giảm bớt một chút. Điều này nói rõ thần âm pháp tác đối bọn chúng không có hiệu quả, chân chính ảnh hưởng bọn chúng là sát khí, hỏa long kiếm bên trong sát khí so tiếng đàn bên trong mang theo sát khí có thể mạnh hơn nhiều. Đại mãnh liệt thật là lợi hại, thôn thiên thú núp ở nơi hẻo lánh bên trên, nhìn thấy giang giật liên tục không ngừng đem thiên viêm thú chấn áp, vội vàng truyền âm tới nói, nhanh tiếp tục chấn áp bọn chúng, trễ chút là có thể đem bọn chúng biến thành nô lệ của ta thật giang giật lại là vui mừng những ngày thiên viêm thú liền tiểu mãnh liệt chơi không lại vẫn là như thế kinh khủng thiên địa kỳ hỏa dựng dục ra tới kiếm sát tộc cốt thứ nhẹ nhõm có thể hòa tan khẳng định phi thường hung tàn giống như có thể thu phục vậy hắn chiến lực tuyệt đối có rất lớn tăng phúc suy suy lập tức hắn sát khí điên cuồng đổ xuống mà ra những cái kia thiên viêm thú con mắt càng ngày càng đỏ trên không trung lăn lộn không ngớt từng đạo chói tai tiếng gào thét vang lên hẳn là bị sát khí triệt để chân áp. Hưu, thôn thiên thú bay vụt mà đến, trên đầu kim sắc sừng nhỏ sáng lên từng đạo quang mang xuất vào phía trước thiên viêm thú trên thân. Chậm rãi từng cái thiên viêm thú trong mắt hồng quang biến mất, trên người ngang ngược khí thức cũng đã biến mất, tiểu thú truyền âm tới, tốt, những này thiên viêm thú đều bị tuần phục, không nên công kích bọn chúng. Tốt, giang giật đại hỉ, tránh đi những này thiên viêm thú, công kích đằng sau vào tới thiên viêm thú, thôn thiên thú thì khống chế những cái kia thuần phục thiên viêm thú vòng qua đến, đứng tại giang giật sau lưng. Quả nhiên, giang giật nhìn lướt qua phát hiện thiên viêm thú chỉnh tề đứng ở đằng sau, nội tâm đại định, công kích đến cũng càng thêm mãnh liệt. Tiểu thú đứng tại trên bả vai hắn phối hợp, giang giật đem từng cái thiên viêm thú dùng sát khí chấn áp, tiểu thú thì phóng thích nó đặc biệt thần thông thuần phục thiên viêm thú, một người một thú phối hợp càng ngày càng ăn ý, chỉ là mấy chục hơi thở thời gian tự tuần phục hàng vạn con thiên viêm thú. Hô hô, sau lưng thiên viêm thú tụ tập đến càng ngày càng nhiều, kinh khủng nhiệt độ cao để kiếm sát tộc cũng không chịu nổi nữa, rất nhiều kiếm sát tộc giấy lên lừng hực liệt hỏa, giang giật cũng mặc kệ, hơn một vạn kiếm sát tộc hủy đi tự hủy đi. Một nén nhang về sau, phía dưới nham tương trong đầm sâu khôi phục bình tĩnh, không còn có thiên viêm thú bay vụt ra. Giang giật sau lưng không gian bị thiên viêm thú tràn ngập, tự tựa như hoàng cát trùng lít nha lít nhít đứng thẳng, ít nhất đạt đến 3-4 vạn con. Hô hô, Giang giật như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, còn tốt hỏa long kiếm sát khí có thể trấn áp thiên viêm thú, bằng không hắn cùng tiểu thú sẽ bị những này thiên viêm thú tươi sống xé rách. Giờ phút này khoảng cách gần xem, Giang giật mới nhìn rõ thiên viêm thú kỳ thật có thực thể, bất quá là trong thân thể bốc lên hỏa diễm sở dĩ thoạt nhìn như là một đoàn tiểu hỏa diễm. Những này thiên viêm thú trong cái miệng nhỏ nhắn thế nhưng là có màu đỏ răng nhỏ, không biết bị bọn chúng vây lên, có thể hay không gặm thành hài cốt. Giang giật dừng một chút hỏi, tiểu mãnh liệt, những này thiên viêm thú ngươi không đối phó được bọn chúng ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài còn có khác phương thức công kích sao đúng rồi bọn chúng đều là từ thiên địa kỳ hỏa bên trong lao ra sao không biết nha tiểu thú nháy nháy mắt truyền âm nói ta không có cùng bọn chúng giao thủ chỉ là bản năng cảm giác không địch lại bọn chúng là theo nham tương chỗ sâu lao ra ta còn không có tìm tới ngươi nói thiên địa kỳ hỏa đâu a à nha giang giật nhìn lướt qua những này thiên viêm thú cũng không biết chiến lực như thế nào hắn lấy ra đại thiện châu chuẩn bị đem hoàng cát trùng toàn bộ thiêu chết, lại đem những này thiên viêm thú đặt vào. Không đúng, Giang giật nghĩ nghĩ giật mình tỉnh lại, cái này thiên viêm thú toàn thân đều có cường đại hỏa diễm, cất vào loại này phổ thông không gian thần khí bên trong, không gian thần khí có thể hay không bị thiêu hủy a? À. Hắn nếm thử đem mấy cái thiên viêm thú thu vào đi, quả nhiên hạt châu kia thoáng cái bốc lên khói xanh bị hủy diệt, bên trong không gian đoán chừng cũng sụp đổ, sở hữu hoàng cát trùng đều bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát chỉ có thể phóng hỏa linh châu bên trong. Giang giật khe khẽ thở dài, hỏa long châu bên trong cái gì hỏa diễm đều có thể phóng, tiểu thú có thể ở bên trong không chết, thiên viêm thú khẳng định cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc duy nhất liền là hỏa long châu bên trong không gian quá nhỏ, đoán chừng chỉ có thể chứa được một hai vạn chỉ thiên viêm thú. chương 1581, lần này xem ngươi làm sao trốn. Đem hai vạn thiên viêm thú thu nhập hỏa linh châu bên trong, giang giật để tiểu thú khống chế còn lại thiên viêm thú chui vào đáy cốc, hắn đem hiện trường dọn dẹp một lần, đem những cái kia cổ xưa cầm kiếm sát tộc hài cốt cho tàn đều mất hết nham tương phía dưới, tránh cho có cường giả thần thức quét tới phát hiện dị trạng. Đại mãnh liệt, ta lại đi nhìn xem, mặc dù vừa rồi kém chút bị thiên viêm thú giết, nhưng ăn hàng đối với thức ăn ngon khát vọng vẫn là để nó cầm giữ không được, nghĩ đến thiên viêm thú giang giật có thể chấn áp. Thôn thiên thú cũng nhịn không được nữa, để lại một câu nói xông vào nham tương bên trong. Nó ngược lại là học thông minh, đem dưới nham tương hơn hai vạn thiên viêm thú mang tới, chỉ lên trời chỗ kỳ hỏa phương hướng phóng đi. Sang giật cười khổ một trận không quan tâm đến nó, vừa rồi tiểu thú đã kinh động đến thiên viêm thú, giống như nham tương chỗ sâu còn có còn lại quái vật, khẳng định đã sớm ra, một mảnh yên tĩnh, trong này hẳn là chỉ có thiên viêm thú. Quả nhiên, một nén nhang sau tiểu thú trở về, nó đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, thật xa tổ truyền âm nói, đại mãnh liệt, nơi này kỳ hỏa tốt cường đại, cái này hỏa diễm ta truyền thừa trong trí nhớ có, là thập đại thiên địa kỳ hỏa bên trong xếp hạng thứ 10 hoang hỏa. Đại mãnh liệt ta muốn đi trong ngọn lửa bế quan, lần này có thể muốn bế quan cực kỳ lâu, Người có thể hay không rời đi nơi này a? À. Ách, Giang giật khẽ giật mình, cái này cực kỳ lâu là bao lâu a, à? hắn khẳng định là muốn rời đi nơi này, không rời đi nơi này chẳng lẽ chờ chết à nơi này chính là không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí a. À. Hắn hỏi thăm hai câu, tiểu thú chính mình cũng không biết, chỉ nói ít nhất có thể muốn 10 ngày nửa tháng gì gì đó, Giang giật gật đầu nói vậy ngươi đi đi nếu như ta rời đi ngươi ngay tại cái này ở lại không nên chạy loạn quay đầu ta sẽ tìm đến ngươi tốt 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 tiểu thú thật sâu nhìn giang giật một chút hướng nham tương chỗ sâu bay đi giang giật suy nghĩ một chút vẫn là không có đi mạo hiểm mạng chỉ có một không đến liều mạng thời điểm hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm hắn còn có quá nhiều sự tình muốn làm hắn thả ra tiềm ẩn thuật ổn định lại tâm thần bế quan tu luyện cảm mộ bản nguyên áo nghĩa trong tay hắn thần thụ diệp xuất hiện nơi này mặc dù không có bất luận cái gì thiên địa linh khí, nhưng cảm ngộ pháp tác đạo nghĩa cùng thiên địa linh khí không quan hệ, tay nắm lấy mảnh này lá cây, cảm ngộ tốc độ nhưng so sánh đạo thiên bí cảnh, ở đâu cảm ngộ đều như thế. Khắp nơi khôi phục yên tĩnh, thôn thiên thú đi nham tương đầm sâu dưới đáy cũng không trở về nữa, cũng không có bất kỳ cái gì quái thú tập kích, chờ một canh giờ sau, giang giật nội tâm triệt để an định lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất tình trạng, toàn lực lĩnh hội. Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm ngày trước mắt liền đi qua bảy tên phong vương cấp cường giả hơn vạn phong hào chiến thần cấp cường giả còn có vô số đỉnh cấp trinh sát đem thần dương phụ cận một cái lớn vô cùng khu vực tìm tòi ba lần luyện ngục bí cảnh cũng bị thảm thức tìm tòi hai lần nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch thậm chí không có bất kỳ cái gì manh mối giang giật tựa như ở nhân gian bốc hơi một đám người cường giả tụ tập tại luyện ngục bí cảnh trong truyền tống trận thương nghị đối sách mấy người hoài nghi giang giật có phải thật vậy hay không bị lục ưng vương cùng tiểu ưng vương mang đi đã qua như vậy năm ngày Lục ưng vương cùng tiểu ưng vương đã sớm trở về mặc vũ bí cảnh đi cái kia bí cảnh coi như cho toàn bộ người liên thủ đi công đều không đánh vào được. Rất nhiều người nội tâm cũng liền trầm xuống, cảm thấy tiếp tục lục soát xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có lòng muốn rút lui. Chư vị, ô thiên vương nhìn thoáng qua có chút tinh thần xa suốt mọi người, trầm giọng nói ra, tin tưởng ta, giang giật tuyệt đối không cùng lấy lục ưng vương đi, hắn khẳng định là ẩn núp đi. Không bằng hắn ẩn núp địa phương hẳn là vượt quá chúng ta ngoài ý liệu, đại gia lại phân biệt tìm kiếm một lần, càng là địa phương nào không có khả năng ẩn núp càng phải dò xét. Ta đã từng cùng lục ưng vương cùng một chỗ tại đảng ma quân doanh chiến đấu nhiều lần, lúc ấy ta là phó quan của hắn, ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không làm như thế không có phẩm sự tình. Tốt ha, ô thiên vương đều như vậy nói, mọi người chỉ có thể lần nữa tìm kiếm một lần. Ô thiên vương nghĩ nghĩ bắt đầu chia tổ, nhưng phân quản khu vực khác biệt, lẫn nhau đổi thoáng cái, dạng này siêu tầm người liền sẽ không bởi vì lục soát qua sơ ý chủ quan, Đại quân trùng trùng điệp điệp đi, lần này cùng đi còn có kia 20 vạn phá thiên quân, tới 500 chiếc thiên cơ thuyền, 200 ngàn người mặc dù nhiều, phân một chút tốt hơn theo liền có thể dồn xuống tới. Luyện ngục bí tịch quá nguy hiểm, không có khả năng một mực chen tại trong truyền tống trận, ở nơi này lâu sẽ bị ma chướng ảnh hưởng, dễ dàng tổ hỏa nhập ma. Lần này phụ trách dung nham tử địa khu vực lục xoát là một cái khác phong vương cấp cường giả, hoàng sư giới quân chủ, hoàng sư vương. Hoàng sư vương đối với lục soát cùng bạch hà vương không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ là bước bách tại mặt tử không tốt trước một bước rời đi thôi. Hắn thậm chí đều không có tự mình xuất động, chỉ là đem thủ hạ đều triệu tập ra ngoài, để bọn hắn chính mình đi lục soát, chính hắn tại phụ cận trong hư không tỏa chấn. Lần này lão thiên gia cũng không có chiếu cố giang giật. Hoàng sư giới bên trong có một cái kỳ quái trùng tộc, cái mũi đặc biệt linh, người này đi vào thanh hồn bí cảnh đi sau phát hiện ra một tia không đúng, theo nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn tìm được giang giật đánh giết du thiên vương đám người sơn động. Cái sơn động kia có tự nhiên huyễn trận, nhưng ngăn không được mùi máu tươi ra bên ngoài tràn ngập, mặc dù thời gian trôi qua mấy ngày, vết máu đã sớm khô cạn, nhưng hoàng sư giới cái chủng tộc này cái mũi thái linh, vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn dẫn người tiến vào sơn động, nhẹ nhóm tìm được chiến đấu vết tích, tìm được trên mặt đất khô cạn huyết dịch, cùng hai cái bị nện toái đầu. Các loại chờ người này đem tin tức truyền về về sau, hoàng sư vương lập tức dẫn người chạy đến theo phụ cận chiến đấu vết tích hắn kết luận du thiên nghịch hai người liền là bị giết ở đây nếu là bị giết ở đây vì sao thi thể vứt xuống biên giới tây nam bí cảnh bên trong tiểu ưng vương tại sao lại ra biên giới tây nam vì sao muốn ngụy trang một cái khác giết người hiện trường đáp án thở ra muốn ra tiểu ưng vương quả nhiên là tại thay giang giật chuyển di lực chú ý giang giật là nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn khẳng định tiềm phục tại phía đông bí cảnh hoặc là từ địa bên trong Đạt được cái kết luận này, Hoàng Sư Vương tinh thần đại chấn, lần này tự mình đi bốn phía dò xét, từng cái địa phương kỹ càng dò xét. Dung nham tử địa hắn cũng không có phát qua, tự mình đi dung nham tử địa phụ cận, thần thức một lần lại một lần ở bên trong đảo qua. Dung nham tử địa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có bất kỳ cái gì khí tức, giang giật không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn tại tiềm ẩn thuật phía dưới, giống như là một cái tử vật, không có sinh mệnh dấu hiệu, sở dĩ Hoàng Sư Vương tại quét một lần sau thu hồi thần thức. Ừ, Giang giật tại thời khắc này nội tâm khẽ động bị đánh thức, hắn cảm nhận được thần thức ở trên người hắn đảo qua, bất qua cái này thần thức cũng không có dừng lại, điều này nói rõ rõ xét cường giả không có phát hiện hắn. Không đúng, một giây sau cái kia đạo cường đại thần thức lại quét tới, Giang giật nội tâm kinh hãi đôi mắt đột nhiên mở ra, mặt mũi tràn đầy cay đắng, hắn bị phát hiện. Cái này thần thức trực tiếp khóa chặt hắn, làm sao có thể chỗ đó có vấn đề. Giang giật đôi mắt chấp động, hắn không nghĩ ra đến cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, thế mà bị cái này phong vương cấp cường giả phát hiện vết tích. Hỏa Linh Châu, ánh mắt của hắn quét về phía Hỏa Linh Châu nở nụ cười khổ, hắn quên đi một điểm, Hỏa Linh Châu có thể hấp thu hỏa diễm. Phụ cận mặc dù không có hỏa diễm, nhưng phía dưới không ngừng có ngọn lửa cuốn ra, không chung cũng sẽ có hỏa tia, mà bên cạnh hắn hỏa tia sẽ tự động bị Hỏa Linh Châu hấp thu. Ha 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 ha, một đạo truyền âm rất nhanh vang lên ở trong đầu hắn, Giang giật. Ngươi giấu quá sâu, giống như không phải bản vương thần thức cường đại, sợ là không cách nào dò xét đến ngươi, lần này xem ngươi làm sao trốn. chương 1582, Tử Chiến Tìm tới Giang Giật, tin tức này dùng bông tuyết bay xuống tốc độ truyền khắp sở hữu lục soát đại quân, tất cả mọi người tinh thần đại chấn, ma quyền sát trưởng. Bất quá khi biết Giang Giật thế mà ẩn thân tại dung nham tử địa về sau, rất nhiều người đầy mắt kinh ngạc, chỗ kia khủng bố như thế, Giang Giật làm sao có thể đi vào còn có thể bên trong ẩn thân nhiều ngày như vậy cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng khẳng định là tiểu ưng vương giúp hắn cho hắn một kiện siêu cấp cường đại tích hỏa trí bảo nếu không giang giật một cái nho nhỏ phi thăng giả ở đâu ra tích hỏa bảo vật hắn coi như tu luyện hỏa hệ pháp tắc cũng không có khả năng chống cự khủng bố như thế nhiệt độ cao vô số hỗn độn thần thuyền hướng dung nham tử địa bay đi rất nhiều thần châu lúc đầu chuẩn bị đem phá thiên quân cho đưa đến thần phong bí cảnh lại để cho bọn hắn truyền tống về đi giờ phút này đều lập tức quay đầu thẳng đến dung nham tử địa mà tới tìm tới giang giật tại dung nham tử địa tất cả mọi người không biết là tại thần dương bí cảnh một tòa núi nhỏ bên trong ngồi xếp bằng hai cái lão giả giờ phút này hai cái lão giả nghe nói một cái mị ảnh tộc trinh sát bẩm báo đầy mắt kinh ngạc một tên khuôn mặt cứng nhắc lão đầu nhếch miệng nói tiểu tử này thật có thể giấu a à, thế mà giấu ở dung nham tử địa khó trách tìm không thấy hắn giống như sớm một bước bị chúng ta phát hiện liền tốt địa sát phương người nói làm sao bây giờ a à giống như muốn cùng bảy đại phong vương cấp khai chiến ta cũng không làm, muốn chiến ngươi đi một mình chiến. Ây, địa sát phương trợn trắng mắt, có chút im lặng nói ra, mị ảnh vương, ngươi phải hiểu rõ một cái tình trạng, giang giật là ngươi ngoại tôn, mà không phải ta ngoại tôn. Mị ảnh vương nghiêu nhãn chừng một cái, nói, đánh rắm, ta cái gì thừa nhận hắn là ta ngoại tôn hắn chỉ là một cái tiểu dã trùng thôi, có thể tới đây hoàn toàn là không muốn nữ nhi của ta thương tâm. Địa sát phương xem mị ảnh vương muốn bão nổi, sợ hắn buông tay mặc kệ, chỉ có thể cười khổ nói, tốt tốt, không phải ngươi ngoại tôn là ta cháu nuôi cũng có thể đi trước ẩn núp đi phụ cận nhìn xem tình huống đi giống như có cơ hội ngươi đi hấp dẫn lực chú ý ta vụng trộm đem giang giật cứu đi cái này không khó a à. dựa vào cái gì a à? mị ảnh vương con mắt lần nữa chừng một cái nói người nghĩ đến ngược lại là đẹp bản vương bị bảy người truy sát ngươi mang người chạy trốn không được người đi dẫn ra bọn hắn ta đi cứu người cũng được địa sát vương hoàn toàn phục hắn một tay tê liệt không gian đâm xuyên mà đi mị ảnh vương đi theo bay đi hai người biến mất tại thần dương bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong thần dương tộc lại từ đầu đến cuối không biết có hai cái phong vương cấp cường giả tại bọn hắn trong địa bàn ẩn núp mấy ngày dung nham tử địa bên ngoài phi thường náo nhiệt hoàng sư vương không có tùy tiện đi vào hắn cùng bạch hà vương đồng dạng ý nghĩ giết người loại sự tình này dù sao có du thiên vương không cần đến bọn hắn xuất thủ dung nham tử địa nhiệt độ cao như vậy hắn mặc dù không sợ trở ra vẫn lạc nhưng không muốn đi mạo hiểm phụ cận thần châu trước tiên nhích lại gần, đem dung nham từ địa bốn phương tám hướng đều vây lại, phòng ngừa giang giật đào tẩu. Hoàng sư vương thần thức một mực khóa chặt giang giật, sợ hắn ngay dưới mắt biến mất. Ô thiên vương lần này không có dò xét luyện ngục bí cảnh, liền tại phụ cận không xa, trước tiên chạy tới, hắn cũng không có đi vào, mà là các loại chờ tất cả mọi người chạy đến. Vẹn vẹn hơn hai canh giờ, thất đại thiên vương tề tựu. Mị ảnh vương cùng địa sát vương cũng tới, bất quá hai người không dám tới gần, Ngụy Ảnh Vương trong tay cầm một cái kỳ dị hạt châu, hai người liền tại phụ cận trong hư không ẩn núp, bốn phía thỉnh thoảng có đáng ma quân trinh sát đường người dò xét, lại không cách nào phát hiện thân ảnh của hai người. Ai có cường đại tích hỏa bảo vật, Du Thiên Vương tới về sau, thần thức đằng đằng sát khí quét phía dưới giang giật vài lần, lập tức cùng Ô Thiên Vương bọn người hỏi. Ô Thiên Vương lắc đầu, Bạch Hà Vương bọn người đồng dạng nhún vai, biểu thị không có. Bảy người đều là chúa tể một phương, trên thân hội không có cường đại tích hỏa bảo vật, cái này hiển nhiên là không thể nào dù thiên vương kỳ thật chính mình cũng có chỉ là hy vọng mọi người xuất ra mạnh hơn tích hỏa bảo vật nhưng nhìn thấy mọi người cái dạng này rõ ràng là không muốn cho mượn cho hắn hắn cắn răng nói chư vị cho ta áp trận ta đi chém giết kẻ này mọi người nhẹ gật đầu bạch hà vương vỗ vỗ bộ ngực nói du huynh cứ việc xuất thủ có chúng ta ở đây giang giật chạy không thoát đương nhiên du huynh xuất thủ cái này tiểu giã trùng làm sao có thể đào tẩu đúng vậy a à. Hoàng sư vương phủ tiếng nói, chỉ là một cái thần đế thôi, du huynh xuất thủ tất nhiên có thể mã đáo thành công, phía chúng ta chuẩn bị tiệc rượu, cho du huynh khánh công. Du phong mặt không biểu tình, nội tâm lại chửi ầm lên, giang giật nếu là dễ giết như vậy, hoàng sư vương đã sớm xuất thủ cầm xuống. Sẽ còn qua hơn hai canh giờ chờ hắn đến, nếu như là địa phương khác, du phong cũng không còn như nói cái gì, mấu chốt là dung nham từ địa nhiệt độ quá cao, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Giang giật đã có thể bình an vô sự ở phía dưới ngồi, kia nhiệt độ cao khẳng định đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, này lên kia xuống, dù thiên vương cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hưu, tên đã trên dây, không phát không được, dù thiên vương bay vụt mà lên sông ra thần châu, hướng dung nham tử địa bay đi, trong tay hắn xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lục, thiên lực quán chú hạt châu quang mang lấp lánh, xuất hiện một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ đem hắn bao phủ đi vào, hắn hóa thành một đạo hồng quang hướng xuống mới bay bắn đi. Mị Ảnh Vương, Du Phong xuất thủ, chúng ta hơi một tí. Bên kia hư không bên trong ẩn núp địa sát phương trong mắt Hàn Quang lóe lên, truyền âm cho bên cạnh Mị Ảnh Vương nói, nếu không chúng ta động thủ đi. Gấp cái gì? Mị Ảnh Vương cười lạnh truyền âm nói, ngươi không phải nói tiểu tử kia có thể đạt tới phong đế cấp sao nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Du Phong đều không đối phó được, còn thế nào đạt tới phong đế cấp mà lại tiểu tử này trên người có đỉnh cấp tích hỏa bảo vật, căn bản không sợ phía dưới hỏa diễm, Du Phong đối đầu hắn ăn thiệt thòi. Xem trước một chút đi, lão tà bọn hắn không nhúc nhích, chúng ta khẽ động rất dễ dàng xảy ra chuyện, đến lúc đó gây nên chúng nộ, người địa sát giới đều muốn đổi chủ. Hắn mới bao nhiêu lớn người như thế lớn thời điểm có thể đối chiến phong vương cấp cường giả. Địa sát phương nhếch miệng, cuối cùng ngược lại là không nhúc nhích. Nghị ảnh vương nói chỗ không sai, giang giật phạm vào chúng nộ, giờ phút này hai người xuất động, một cái không tốt sẽ bị bảy người vây công. Dù Thiên vương lần này thế nhưng là đỏ mắt, một cái không tốt hai người vẫn lạc tại cái này, địa sát giới cùng thánh linh giới cũng muốn đổi chủ. Bên kia Du Thiên Vương đã cách dung nham tử địa trăm dặm, tốc độ của hắn bắt đầu trở nên chậm, trong tay thiên lực liên tục không ngừng quán chú hạt châu màu xanh lục, ngăn trở phía ngoài nhiệt độ cao. Tiểu ưng vương đến cùng cho cái này tạp vái cái gì thích hỏa bảo vật nơi này nhiệt độ cao khủng bố như thế, cái này tạp trùng dưới đất lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Cảm thụ được thiên lực như mặt nước tiêu hao, dù thiên vương âm thầm kinh nghi, nơi này thiên địa kỳ hỏa tuyệt đối là toàn bộ thế giới bài danh phía trên kinh khủng hỏa diễm, nếu như không có hạt châu này, hắn coi như có thể đứng vững cũng sẽ phi thường cật lực. Hưu, hắn không ngừng tới gần phía dưới, tại khoảng cách dung nham tử địa lúc 10 dặm lúc hắn đột nhiên ra tốc, hướng cái sơn động kia nhanh chóng bay đi. Trong tay kia cán không có đầu thương trường thương màu đen xuất hiện, phía trên hắc quang lấp lánh một đầu hắc long du tẩu, cuồng bá khí thức trong nháy mắt khóa chặt bên trong giang giật dù thiên vương đoạn tử tuyệt tôn tư cách không dễ chịu a à đây chính là ngươi chiêu chọc ta giang giật hạ tràng giang giật hai cái này đã lâu thần đến một mực không nhúc nhích giờ phút này rốt cục động hắn khinh bỉ ra mặt quát khẽ một tiếng thân thể như một con cá lớn xuất vào phía dưới nham tương trong đầm sâu tiếng cười lạnh của hắn tiếp tục truyền đến không sợ chết cứ việc đuổi theo bên ngoài bị đoàn đoàn bao vây giang giật không có đường lui hắn chỉ có tử chiến đã muốn chiến vậy khẳng định là đi thiên địa kỳ hỏa phụ cận chiến như thế hắn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn. chương 1583, ăn hàng dụ hoặc bảy đại phong vương cấp cường giả, hơn vạn phong hào chiến thần. Đây là một cỗ đủ để san bằng rất nhiều đại giới mặt cường đại lực lượng, lại bởi vì một người tề tụ ở đây, đừng nói giang giật coi như địa sát vương bị vây quanh ở dung nham tử địa lời nói, đều không thể phá vây ra ngoài. Sở dĩ giang giật bắt đầu một mực không nhúc nhích, liền là không muốn kích thích mọi người, nếu không bảy người cùng một chỗ xuống tới, hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chỉ có Du Thiên Vương dưới một người đến, đây là kết quả tốt nhất. Hai cái này đã lâu thần hắn nghĩ đến rất nhiều, tìm kiếm phá cục chi pháp, tìm kiếm sống tiếp con đường kia. Mặc dù đối mặt bảy đại phong vương cấp cường giả, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không ngồi chờ chết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ Hỏa Linh Châu cường đại tị hỏa năng lực, tới gần thiên địa kỳ hỏa, kích thương hoặc là dọa lùi Du Thiên Vương, dạng này mọi người có thể liền sẽ có chỗ cố kỵ không dám tiếp tục đuổi giết hắn. Giờ phút này hắn nói hai câu nói, là vì chọc giận Du Thiên Vương, để hắn mất lý trí đi theo chính mình tới gần thiên địa kỳ hỏa. Thôn Thiên Thú nói thiên địa này kỳ hỏa là thế giới thập đại hỏa diễm xếp hạng thứ 10 hoang hỏa, nhiệt độ khẳng định rất dọa người. Hưu, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, không ngừng hướng nham tương đầm sâu tình trạng phóng đi, tốc độ của hắn so Du Thiên Vương vẻn vẹn chậm một tia, bởi vì hắn có huyền hoàng chi lực. Một khi vận chuyển huyền hoàng chi lực, nhục thể của hắn cùng tốc độ nhưng so sánh kỳ thanh trần sở dĩ hắn lựa chọn tại du thiên vương vừa mới bay vụt xuống tới còn không có tiến vào địa động thời điểm trốn khoảng cách như vậy du thiên vương muốn đuổi giết hắn ít nhất phải mấy chục hơi thở thời gian đầy đủ hắn đến nham tương dưới đáy Giang giật cầu tạp vái hôm nay bản vương không chém giết ngươi thề không làm người nghe được đoạn từ tuyệt tôn bốn chữ du thiên vương đỏ ngầu cả mắt nhớ tới kia chết đi mấy chục vạn thần dương tộc nhớ tới gần như toàn bộ ngã xuống thần dương tộc cường giả nội tâm của hắn dấy lên hừng ngực lửa giận tốc độ lần nữa tăng lên một tia rất mau cùng lấy giang giật xông vào nham tương trong đầm sâu ách hai người xông vào nham tương đầm sâu cái này nham tương đầm sâu có thể ngăn cách thần thức giò xét coi như ô thiên vương bạch hà vương bọn người thần thức cường đại nhưng truy lùng mấy trăm dặm về sau cũng giò xét không tới nơi xa ẩn núp địa sát vương mỹ ảnh vương cũng giống như thế mọi người chỉ có thể một lần lại một lần thần thức liếc nhìn chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. A, à, nham tương đầm sâu rất sâu, trọn vẹn đủ hơn 10 vạn lý chi sâu, hai người thoáng cái lận hạ vạn lý khoảng cách. Du Thiên Vương khóa chặt phía trước Giang Giật âm thầm kinh nghi, Giang Giật làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy hắn nghe nói qua Giang Giật thực lực có tiến bộ, nhưng là miễn cưỡng nhưng so sánh phong vương cấp tốc độ A, chẳng lẽ Giang Giật đột phá phong vương cấp. Truy, bất kể có hay không đột phá, Du Thiên Vương hôm nay đều chuẩn bị truy sát Giang Giật đến chết, hắn đôi mắt như băng lãnh dã thú, trên thân sát khí đều có thể ngưng tụ thành thực thể, thần thức một mực khóa chặt giang giật, âm thầm tính toán khoảng cách, trường thương trong tay quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm, Du Thiên Vương trường thương bên trên Hắc Long xoay quanh Du Tẩu, chỉ cần cho hắn lại rút ngắn nửa dặm khoảng cách, hắn ắt có niềm tin xuất thủ chém giết giang giật. Suy suy, ngay tại lúc giờ phút này, phía trước giang giật ngược lại dừng lại thân thể, trở tay bổ ra mấy chục đạo hồng quang, hắn thế mà xuất thủ trước dù thiên vương phản ứng cỡ nào nhanh giang giật tốc độ công kích đối với hắn mà nói quá chậm mặc dù hắn không biết hồng quang là cái gì nhưng nhẹ nhõm thân thể lóe lên tránh đi đồng thời trong tay hắn trường thương màu đen đột nhiên xuất thủ một đầu hắc long gào thét mà đi đuổi sát giang giật mà đi giang giật vận dụng huyền hoàng chi lực tốc độ phản ứng còn có thể mà lại hai người khoảng cách còn xa hắn cực lực tránh né thành công tránh đi hắc long nhưng là vẫn bị hắc long mang theo khí kình nổ đả thương thân thể như một cái phá bao tải hướng phía trước mới bay đi. Tốt, Giang giật khóe miệng tràn ra một tiêu huyết dịch, trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn công kích mục đích đúng là vì Du Thiên Vương trước thời gian xuất thủ, dạng này hắn có thể mượn nhờ Du Thiên Vương công kích khí kình tăng thêm tốc độ đào tẩu. Nội tâm của hắn kêu khổ liên tục, vốn cho là nham tương đầm sâu sẽ không quá sâu thoáng cái đã đến, lại không nghĩ rằng bôn tẩu xa như thế khoảng cách, còn không có đến đầm sâu dưới đáy, cũng không có thấy hoang hỏa. Giang giật mượn nhờ hắc long mang theo khí kình, thoáng cái đem khoảng cách song phương kéo đến hơn 10 dặm, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, bỏ mạng lao nhanh. Phía sau Du Thiên Vương cũng bắt đầu âm thầm kêu khổ. Bởi vì, nhiệt độ càng ngày càng cao, so nham tương đầm sâu phía trên ít nhất cao gấp đôi, thiên lực của hắn giống như thủy triều tiêu hao. Vừa rồi một kích kia cũng là bởi vì muốn liên tục không ngừng quán chú tị hỏa châu, giống như hắn toàn lực xuất thủ, giang giật khẳng định không cách nào tránh đi. Càng hướng phía dưới tiềm hành, nhiệt độ càng cao hắn thời khắc đều muốn chú ý tích hỏa châu sẽ hay không chịu không được bạo liệt, trái lại gian giật bên kia lại nửa điểm sự tình không có. Hắn âm thầm nghi hoặc, tiểu ưng vương đến cùng cho giang giật dạng gì tị hỏa chí bảo địa giới cũng chưa nghe nói qua xuất hiện như thế cường đại bảo vật A luôn không khả năng là đạo thiên hồng mông linh bảo A. hưu suy nghĩ một chút, dù thiên vương vẫn là không nghĩ ra, chỉ có cắn răng tiếp tục phi hành. Nhưng tiếp tục tiềm hành hơn 10 dặm về sau, hắn phát hiện hắn tị hỏa châu có chút không chống nổi, nhiệt độ cao xuyên thấu qua vòng bảo hộ truyền lại vào đây, để toàn thân hắn đều truyền đến một loại cực nóng cảm giác, có loại tại trên lửa nướng cảm giác. Không được, nhất định phải nhanh đánh giết giang giật, nếu không tốc độ của ta lại có ảnh hưởng tới. Nhiệt độ cao có thể làm cho huyết dịch sôi trào, có thể làm cho thiên lực nhiễu loạn, có thể làm cho toàn thân truyền đến thống khổ cảm giác, ảnh hưởng sức phán đoán. Mặc dù coi như tị hỏa châu hủy đi, cái này nhiệt độ cao không có khả năng đem hắn thiêu chết, nhưng Du Thiên Vương vẫn là âm thầm cảm thấy không ổn, chuẩn bị mau chóng chém giết giang giật dù sao ngoài ý muốn nổi lên thiên địa kỳ hỏa phía trước giang giật thần thức dò xét đến nơi xa một đoàn to lớn màu vỏ quýt hỏa diễm lập tức đầy mắt cuồng hỉ hắn thần thức còn tại màu vỏ quýt trong ngọn lửa dò xét đến tiểu thú thân ảnh còn có kia hơn hai vạn thiên viêm thú toàn bộ đều tại trong ngọn lửa ẩn núp hưu phía sau du thiên vương điên cuồng phóng tới giang giật thần thức lập tức khóa chặt tiểu thú quát khẽ tiểu bừng tỉnh đến nhanh khống chế thiên viêm thú giúp ta giết người Giang giật hỏa linh châu bên trong có hai vạn thiên viêm thú, vấn đề là hắn không thể khống chế A, à, không có thôn thiên thú khống chế, thiên viêm thú chỉ là từng cái tử vật. Nhưng mà, thôn thiên thú không có bất kỳ cái gì phản ứng, rõ ràng tại chiều sâu bế quan bên trong, phía sau du thiên vương càng ngày càng gần, giang giật ngược lại không dám tới gần, sợ kia kinh khủng hỏa diễm đem chính mình cho đốt thành bột mịn. Ánh mắt hắn nhất chuyển, lần nữa truyền âm nói, tiểu bừng tỉnh đến, ta tìm tới thiên kỷ bỏ ra, có ăn ngon. Ông! Trong ngủ mê thôn thiên thú con mắt thoáng cái mở ra, mỹ thực đối với ăn hàng sức hấp dẫn quả nhiên là vô cùng lớn. Giang giật vội vàng cấp nó truyền âm vài câu, đồng thời đột nhiên hướng về sau mặt chém ra một kiếm, hỏa linh châu bên trong quang mang lấp lánh, vô số thiên viêm thú bay ra, giang giật thả ra phong hệ đạo văn, để phong long dẫn dắt những cái kia thiên viêm thú nhanh chóng hướng về sau mặt bay đi. Chi chi, tiểu thú tiếng kêu vang lên, tựa như tử vật thiên viêm thú động, mượn nhờ giang giật phong hệ đạo văn hóa thành từng đạo hồng quang mạn thiên bay vụt, đem sau lưng đuổi theo du thiên vương thoáng cái bao phủ đi vào. Sang giác, thiên viêm thú tới gần, thoáng cái đem nhiệt độ tăng lên mấy lần, du thiên vương trong tay hạt châu màu xanh lục rốt cục không chống nổi, vỡ ra từng đạo khe hở, chia năm xẻ bảy. Chương 1584, Kỳ Thanh Trần hiến kế. Nguy rồi, Du Thiên Vương thầm kêu không ổn, Tị Hỏa Châu vỡ tan, hắn liền muốn dùng nhục thân đứng vững nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng khẳng định chịu không được nhiệt độ cao như thế. Quả nhiên, tại tỷ hỏa châu bạo liệt, cái kia lục sắc vòng bảo hộ biến mất về sau, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, để Du Thiên Vương toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, thiên lực không thể tránh khỏi nhiễu loạn. Mặc dù hắn có một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp, nhưng toàn thân vẫn là truyền đến từng đợt làm người ta phát điên phỏng, hắn nhìn qua bay vụt mà đến thiên viêm thú, trong mắt lóe lên một tia trần chờ. Giang giật ngay tại phía trước, giống như hắn toàn lực xuất thủ, có rất lớn có thể đánh giết Giang giật, coi như không thể đánh giết cũng có thể đem hắn nện vào hoang trong lửa, dù thiên vương còn không tin tưởng, khủng bố như thế hỏa diễm giang giật tị hỏa châu có thể đứng vững. Nhưng giống như công kích, hắn tuyệt đối phải bị những cái kia bay tới thiên viêm thú đốt thành trọng thương, thậm chí có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, cuối cùng quyết định bắt buộc mạo hiểm. Suy suy, hắn trường thương màu đen bên trên hắc long du tẩu, hắc quang vạn trược, hắn khóa chặt giang giật đột nhiên hướng phía trước đâm ra, nhưng ở giờ khắc này hắn thân thể đột nhiên run lên, không có chút gì do dự quay đầu tựu hướng lên trên mặt cuồng bay mà đi. Bởi vì, trái phía dưới đoàn kia hỏa diễm bên trong một cái ám kim sắc tiểu thú mang theo hai vạn thiên viêm thú vọt ra, bọn chúng là theo hoang trong lửa bắn ra, sở dĩ trên thân đều rát mang ra một đoàn nhỏ đoàn hoang hỏa, khắp nơi nhiệt độ thoáng cái đề cao rất nhiều. Du Thiên Vương chắc chắn chờ cái này tiểu thú cùng thiên viêm thú tới gần về sau, hắn đem rất có thể chết ở đây ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, để Du Thiên Vương lựa chọn tạm thời thối lui. Mặt trên còn có 6 cái phong vương cấp cường giả, giang giật tại cái này trốn không thoát, hắn có thể liên hợp những người khác nghĩ biện pháp. a à, a à, hắn phản ứng thật nhanh, đáng tiếc vừa rồi trần chờ một hơi thời gian, thân thể làn da đều bị đốt bị thương, thiên lực càng thêm nhiễu loạn mấy phần, sở dĩ tốc độ tự nhiên chậm mấy phần, dạng này bị thương thế cũng liền nghiêm trọng hơn. Toàn thân hắn mặt ngoài làn da đều bị đốt bị thương, chính hắn đều có thể nghe được một cỗ mùi khét lẹt. Hưu, phong vương cấp cường giả nội tình cũng không phải bình thường cường giả có thể so. Dù thiên vương chịu đựng kịch liệt đau nhức điên cuồng nổ bắn ra mà lên, rất nhanh biến mất tại giang giật thần thức dò xét phạm vi bên trong. ầm, um, dù thiên vương theo nham tương trong đầm sâu bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang bắn ra hang đá hướng không trung bay đi. vô số thần thức trong nháy mắt khóa chặt hắn, dò xét đến trên mặt hắn làn ra một trận khét lẹt, liền mặt cũng không được hình, toàn bộ người lấy làm kinh ngạc cái này bạch hà vương cùng thiên mạc vương liếc nhau hai mặt nhìn nhau hoàng sư vương thì âm thầm may mắn ngay từ đầu hắn không có xuống dưới đánh giết giang giật nếu không đoán chừng giờ phút này mất mặt chính là hắn chiến lực của hắn cùng du thiên vương không kém bao nhiêu a à. a à, xa xa địa sát vương cùng bị ảnh vương đồng dạng hai mặt nhìn nhau bọn hắn nghĩ tới du thiên vương có thể truy sát không có kết quả nhưng không nghĩ tới giang giật có thể đem du thiên vương bị thương thành dạng này xem du thiên vương trong mắt nổi giận cùng biệt khuất hắn rõ ràng không có đánh giết giang giật tiểu tử này thật chẳng lẽ như địa sát phương sở nói có đại tạo hóa có thể đạt tới phong đế cấp mị ảnh vương thì thào một tiếng bằng chừng ấy tuổi lại có thể đối chiến phong vương cấp cường giả còn có thể đem phong vương cấp cường giả khiến cho đầy bụi đất cái này vạn năm qua chỉ xuất một cái diệt ma đại đế a à. du phong chuyện gì xảy ra bên kia du phong đã bay vụt lên hỗn độn thần thuyền ô thiên vương trước tiên dò hỏi chém giết giang giật sao không có du thiên vương bắp thịt trên mặt đều biến thành một mảnh khét lẹt trong mắt của hắn đều là nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử kia tị hỏa bảo vật quá cường đại, phía dưới hỏa diễm hẳn là thiên hạ thập đại kỳ hỏa hoang hỏa. Của ta tị hỏa bảo vật không được, vừa mới tới gần chuẩn bị đánh giết kia tạp toái, hạt châu tự phát nổ, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về tới. Dù thiên vương đem mọi chuyện đều thuộc về kết tại tị hỏa châu bên trên, giờ phút này tiếng giống cũng tương đối lớn, phụ cận thần châu đều có thể nghe được, hắn dạng này cũng là vì vãn hồi thoáng cái mặt mũi dù sao đuổi theo giết một cái nho nhỏ giang giật, không chỉ có không có giết chết, còn làm cho như thế chật vật, này lại để người trong thiên hạ chê cười. Hoang hỏa, mọi người sắc mặt run lên, cái này hoang hỏa tại địa giới rất nhiều nơi có, là thế giới xếp hạng thứ 10 cường đại hỏa diễm, tại địa giới kỳ hỏa xếp hạng trên bảng còn xếp hạng thứ hai dị thường bá đạo. Bọn hắn nơi này nhiều như vậy phong vương cấp cường giả, đoán chừng chỉ có ô thiên vương thực lực dám tới gần hoang hỏa, những người còn lại đụng chi không chết cũng muốn trọng thương làm sao bây giờ lão tà rất nhiều ánh mắt bỏ ra ô thiên vương ý tư hết sức rõ ràng người làm đáng ma quân đệ nhất nhân thực lực cũng là tối cường như thế trước mắt không có khả năng co lại chứng a ô thiên vương mặt không biểu tình nội tâm lại âm thầm cười lạnh đám người này điểm ấy tiểu tâm tư hắn còn nhìn không thấu tuy nói hắn là đáng ma quân đệ nhất thống soái nhưng bị giang giật giết cũng không phải hắn ô giang người nội tâm của hắn đối với giang giật còn có một số thưởng thức như thế nào lại tự tay đi đánh giết giang giật gấp cái gì đều nghĩ một chút biện pháp đi. Ô Thiên Vương coi thường ánh mắt của mọi người, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn dù sao không vội, ai gấp ai xuống dưới đánh giết gian giật A. À. Dù Thiên Vương đã sớm tìm địa phương ngồi xếp bằng chữa thương, Bạch Hà Vương Thiên Mạc Vương bọn người đương nhiên sẽ không xuất thủ, nhau nhau tìm địa phương ngồi xếp bằng lông mày vặn lên, tựa hồ đang nghĩ biện pháp, chân chính đang suy nghĩ gì cũng chỉ có bọn hắn biết rõ. Mấy đại thiên vương không có động tính, bốn phía mấy trăm chiếc thần châu bên trong lại vỡ tổ, khắp nơi đều là hò hét ầm ĩ. Bất quá có cấm chế bên ngoài nghe không được, rất nhiều người coi là thất đại thiên vương đều thúc thủ vô sách, không ai có thể đánh giết giang giật. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, Bạch Hà Vương bọn người thỉnh thoảng mở to mắt nhìn một cái ô thiên vương, nội tâm thầm mắng cái này ô thiên vương không phải là các loại chờ dù thiên vương thương lành, lại để cho hắn ra tay đi. Một canh giờ sau, ô thiên vương còn không có mở mắt ý tứ. Lúc này phía đông truyền đến một đạo tiếng xé gió, mọi người thần thức quét qua phát hiện thế mà đến một chiếc hỗn độn thần thuyền mấy người khẩn trương lên chẳng lẽ bị ảnh vương cùng địa sát vương tới ông thần châu cửa khoang mở ra y tốt chuồn vào đây hắn chắp tay bẩm báo nói các vị đại nhân thiên hàn quân chủ cùng kỳ thượng tướng quân đến rồi các nàng sao lại tới đây ô thiên vương mở to mắt thưa thất lông mày nhíu lại cục diện vốn là đủ loạn hai người này thế mà tới bất quá thiên hàn quân chủ thế nhưng là địa giới xếp hạng trước mấy cường giả liền muốn đi thiên giới mọi người không thể không đứng dậy ninh đón hưu nơi xa kia chiếc thần châu ngừng lại thiên hàn quân chủ cùng kỳ thanh trần hai người bắn ra hướng bên này thần châu bay tới hai người trực tiếp bay vào thần châu thiên hàn quân chủ hướng mọi người chắp tay nói chư vị như thế thịnh sự làm sao không thông báo một tiếng a cũng tốt để bản vương kiến thức một phen các ngươi không biết bản vương thích nhất náo nhiệt sao a du phong ngươi làm sao ô thiên vương bọn người gượng cười Du Phong một tấm khá hơn một chút mặt đen càng đen hơn, hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại không rảnh để ý. Kỳ Thanh Trần sau khi đi vào mặt không biểu tình, thấy mọi người không nói lời nào nàng chắp tay hướng ô thiên vương nói ra, ô thống soái có thể từng bắt được giang giật. Chưa từng, ô thiên vương u u thở dài nói, phía dưới có hoang hỏa, giang giật trốn ở hoang hỏa phụ cận, chúng ta đang muốn biện pháp đâu. Ai nha, Kỳ Thanh Trần lộ ra một tia giật mình. Có chút sợ hãi nói ra, hoang hỏa A à đây chính là địa giới xếp hạng đệ nhị kỳ hỏa, theo ta được biết, Giang giật đối với hỏa hệ pháp tắc cảm ngộ đến phi thường sâu tình trạng, hắn đã không sợ hoang hỏa, vậy chuyện này liền phiền thoái. Nếu như chúng ta đi xuống, nói không chừng sẽ bị hắn lợi dụng hoang hỏa đánh giết, theo thuộc hạ xem không bằng chư vị về trước đi, thuộc hạ dẫn người tại cái này đóng giữ, tươi sống đem hắn vây chết ở bên trong, cái này tử địa không có thiên địa linh khí, hắn có thể chịu bao lâu. chương 1585, Ngây Thơ, đánh giám, du thiên vương tức giận đến thân thể phát run, kỳ thanh trần cái này thiên vị giang giật cũng quá rõ ràng a à. cho nàng trông coi đây không phải bánh bao thịt đánh chó sao hắn lãnh mâu quét tới nói kỳ thanh trần người đừng đem đại gia làm đồ đần người cùng giang giật quan hệ cho là chúng ta không biết kia không có biện pháp kỳ thanh trần nhún vai một cái nói kia chỉ có du thống soái tự mình xuất thủ chúng ta là không có cách nào du thống soái chiến lược cái thế nhất định không sợ hoang lửa thanh trần lui ra thiên hàn quân chủ sắc mặt nghiêm lạnh giọng khiển trách, không lớn không nhỏ, như thế nào cùng du thống soái nói chuyện lão du lịch chiến lực còn cần ngươi nói chỉ là hoang hỏa tính là cái gì. Bạch Hà Vương Thiên Mạc Vương bọn người trợn trắng mắt, thiên hàn quân chủ hai cha con đây là thay phiên đánh mặt A, hoang hỏa không tính là gì du phong toàn thân đều muốn nướng chín A. Du phong bị hai người tức giận đến nói đều cũng không nói ra được, ô thiên vương nhìn không được, khoát tay nói, kỳ huynh, kỳ thanh trần việc này các ngươi chớ để ý, muốn nhìn náo nhiệt đi một bên nhìn lại, du phong tâm tình không tốt, đừng tức giận hắn. Ô thiên vương mặt mũi thiên hàn quân chủ tự nhiên muốn cho, kỳ thanh trần còn muốn nói hai câu, thiên hàn quân chủ trực tiếp mang theo nàng bay ra ngoài, về tới chính mình thần châu bên trong. Phụ vương, tiến thần châu kỳ thanh trần tự cuống lên, liên thanh nói ra, ngươi làm sao mặc kệ trước đó ngươi không phải đáp ứng ta, phải nghĩ biện pháp cứu ra giang giật sao. Vấn đề là, làm sao cứu, thiên hàn quân chủ sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, ngươi cũng không nhìn tình huống như thế nào giống như giang giật không có bị vây còn có cơ hội, bảy đại phong vương cấp cường giả đều tại cái này, coi như vạch mặt cưỡng ép xuất thủ cũng cứu không được hắn. Mà lại việc này giang giật không chiếm lý, giống như náo cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì cục diệt, người biết không ta lập tức muốn đi thiên giới, ngươi còn như thế không lý trí, ta làm sao yên tâm đi thiên hàn giới giao cho ngươi làm chúa tể một giới, một nhà chi trưởng, người đầu tiên muốn cân nhắc chính là gia tộc là giới diện lợi ích. Kỳ thanh trần trầm mặc trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng xoắn suýt. Thiên hàn quân chủ nói không sai, giống như nàng không phải tương lai thiên hàn quân chủ, nàng có thể tùy hứng, có thể cùng giang giật làm càn như thế làm ẩu. Nhưng nàng ở vào vị trí này, nàng sẽ vì chính mình gia tộc, vì chính mình giới diện đi cân nhắc, rất nhiều chuyện trở nên thân bất do so kỳ. Xem một chút đi, thiên hàn quân chủ có chút đau lòng nhìn qua kỳ thanh trần, u u thở dài nói, ta chỉ có thể cam đoan, giống như có thể nói, ta hội âm thầm ra tay hỗ trợ. Giống như không có có cơ hội, chúng ta coi như nhìn xem giang giật chết tại trước mặt, cũng không thể động khẳng định có cơ hội. Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên nói, giang giật trên người có tị hỏa cường đại bảo vật, bọn hắn không dám giết đi vào. Ngây thơ, thiên hàn quân chủ đùa cợt cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi xem đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp, một cái nho nhỏ dung nham tử địa làm sao có thể làm khó được bảy cái phong vương cấp cường giả. Không ra thiên hàn quân chủ ngoài ý liệu, sau nửa canh giờ, hoàng sư vương trong mắt sáng lên đột nhiên lên tiếng nói, hắc hắc, ta có cái biện pháp, có thể nhẹ nhõm giết chết Giang Giật. Còn lại sáu người ánh mắt lập tức quét tới, Du Phong đầy mắt sát ý, trầm trầm nói, Hoàng Sư Vương, mau nói. Rất đơn giản, Hoàng Sư Vương trong tay chỉ một cái phía dưới dung nham tử địa nói, đó chính là chúng ta hợp lực, đem cái này dung nham tử địa. Cho chém nát, chém nát, vô số người ngạc nhiên, lập tức đôi mắt đều sáng lên, cái này dung nham tử địa không lớn, mọi người chiến lược hoàn toàn có năng lực đem cái này bổ ra, tiếp theo chém nát, đến lúc đó là có thể đem hoang hỏa cho đánh sơ xác không có hoang hỏa giang giật không phải liền là trên bảng thịt cá, mặc cho mọi người làm thịt sao. Ý kiến hay, Du Phong quát khẽ, lão tà, lập tức để đại gia tản ra, chúng ta bảy người liên thủ công kích, đem dung nham tử địa bổ ra. Tốt ha, ô thiên vương nhẹ gật đầu đem y tốt truyền vào đến, để hắn đi truyền lệch, khống chế phụ cận tất cả thần châu tản ra, làm thành một vòng tròn lớn. Nếu không mọi người công kích gây nên hoang hỏa văng khắp nơi, Đến lúc đó rất dễ dàng mộ sát phổ thông quân sĩ Từng cái mệnh lệnh được đưa ra Bốn phía thần châu lập tức lui ra phía sau Dòng dã lui về phía sau vạn lý Ở bên ngoài làm thành một vòng tròn lớn Thiên hàn quân chủ thần châu cũng lui về phía sau Nhưng chỉ là lui về phía sau 200 dặm Ở phía xa quan chiến Hiu 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 Dù phong thường thế còn không có toàn bộ tốt Trên mặt vẫn như cũ có chút cháy đen Nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy Bảy người theo thần châu bên trên bắn ra đem hỗn độn thần thuyền thu hồi sau đó bảy người phân biệt bay đi một cái phương vị đem dung nham tử địa vây lại tránh cho giang giật đào tẩu theo bốn phương tám hướng công kích cũng càng dễ dàng để dung nham tử địa nổ tung không tốt xa xa địa sát phương thầm kêu không ổn dung nham tử địa bên ngoài không có hồng mông cương khí thuần túy liền là một cái cự đại thạch đầu bảy đại phong vương cấp cường giả liên thủ muốn chém nát đó cũng không phải việc khó coi như một cái phong vương cấp cường giả liên tục công kích đều có thể làm được không có dung nham tử địa gian giật còn có cái gì ỉ vào. Nghị ảnh vương một mặt ngưng trọng, giống như bọn hắn cùng thiên hàn quân chủ liên thủ phía dưới cứu đi gian giật kỳ thật không phải việc khó, nhưng rất nhiều chuyện không thể công khai đến, một khi phá hư quy củ, địa giới sẽ đại loạn. Bởi vì một người dẫn đến địa giới đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, cái này tại trong lòng ba người cảm thấy không đáng. Bọn hắn đều là chúa tể một giới, một nhà chi trưởng, muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm. Suy suy, uống hay, vù vù, Bên kia bảy người đã xuất thủ, riêng phần mình công kích một cái phương vị, phân biệt đánh ra từng đạo cường đại lưu quang đột nhiên hướng dung nham tử địa đánh tới. Bảy đạo chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ dung nham tử địa kịch liệt run lên, bảy cái hố sâu xuất hiện, bảy đầu khe hở hướng nơi xa dọc theo mà đi. Phong vương cấp cường giả công kích quá kinh khủng, dung nham tử địa chỉ là một cái đại thạch đầu thôi, muốn nổ tan căn bản không phải việc khó. Hô hô, bởi vì mặt đất kịch chấn, dung nham từ địa trung tâm sơn cốc từng đầu to lớn ngọn lửa chui ra, bắn ra trọn vẹn hơn 10 dặm cao, không khí bốn phía thoáng cái trở nên nóng rực lên. Bất quá bảy đại cường giả rời đi dung nham tử địa đều có trăm dặm, điểm ấy nhiệt độ đối với mọi người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiu 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 vù vù, từng đạo cửa đại lưu ánh sáng liên tục không ngừng đánh tới, bảy người phân biệt công kích một nơi, đem nơi đó hố sâu nện đến càng ngày càng sâu, cũng đem bốn phía khe hở nện đến càng ngày càng dài, càng nứt càng lên. Mã lạc qua bích, giang giật ngay tại dung nham tử địa trung tâm nhất, hắn giờ khắc này cảm giác trời đất sụp đổ, nghe bảy đạo anh minh tiếng nổ, hắn không cần dò xét đều biết là bảy người liên thủ công kích, muốn đem dung nham tử địa tươi sống nổ tung. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dung nham tử địa bị đánh nát, mà lại hắn còn muốn mang theo thôn thiên thú bỏ trốn, bởi vì dung nham tử địa kịch liệt chấn động, trung tâm đoàn kia cự đại hoang hỏa trở nên cực kỳ không ổn định, bắt đầu bốn vọt, vạn nhất đem hắn bao phủ đi vào, hắn có thể muốn bị đốt sống chết tươi a à. Oanh, muốn cái gì tới cái đó, lại là một đạo công kích mãnh liệt về sau, xa xa hoang hỏa đột nhiên hướng bên này chạy tới, thoáng cái liền đem giang giật bao phủ tiến vào. chương 1586, đơn đấu, âm 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 âm, bảy đại trí cường giả liên thủ toàn lực công kích, đạo đạo anh minh nơi âm thanh phát ra nguyên không dứt tiếng vang truyền khắp phương viên số vạn lý nơi xa kia làm thành một vòng 500 chiếc hỗn độn thần trong đỏ cường giả đều có thể nghe được rõ ràng toàn bộ người rất là kích động rất nhiều phong hào chiến thần cấp cường giả cũng bay ra thần châu hướng chiến trường bay mấy ngàn dặm nghĩ quan sát thoáng cái rầm rộ địa sát phương cùng mỹ ảnh vương thiên hàn quân chủ kỳ thanh trần tâm chìm vào đáy cốc bọn hắn dò xét đến dung nham tử địa bên trong xuất hiện bảy đầu khe nước to lớn cái này khe hở nương theo lấy mọi người công kích vỡ ra đến càng lúc càng lớn rất nhanh cái này dung nham tử địa liền sẽ chia năm xẻ bảy a tại lúc này ô thiên vương đột nhiên phát hiện một tia không đúng bởi vì nương theo lấy mọi người công kích phía dưới nhiệt độ ngược lại càng ngày càng thấp nguyên bản bao phủ ra hỏa xà cũng đã biến mất chẳng lẽ bởi vì chúng ta công kích dung nham tử địa bị kịch liệt chấn động kia hoang hỏa bị đánh tan ô thiên vương không nghĩ ra bởi vì dung nham tử địa chỗ sâu đều là nham tương mọi người khoảng cách quá xa dò xét không đến hắn chỉ có đem sự nghi ngờ này giấu ở trong lòng những người còn lại cũng phát hiện cùng ô thiên vương đồng dạng đều không nghĩ ra chậm rãi khe hở càng lúc càng lớn nhiệt độ lại ngược lại càng ngày càng thấp, tại sau một nén hương, bảy người con mắt đồng thời sáng lên. Oanh, một đạo nổ thật to âm thanh, toàn bộ dung nham từ địa chia năm xẻ bảy bị sống sờ sờ nổ tan. Dung nham tử địa biến oanh thành hơn 10 khối, đầy trời cự thạch bay vụt, lặn đi bảy nham tương cũng như ngân hà rủ xuống ở trong hư không chảy xuôi, bắn tung tóe. Trang diện kia phi thường hùng vĩ, chấn động lòng người, để rất nhiều vụn trộm đến gần cường giả nội tâm chấn động không ngớt. Hiu hiu hiu. Ô thiên vương bọn người đồng thời lui nhanh, sợ bị hoang hỏa bắn tung tóe đốt bị thương, mỗi người bọn họ phóng thích công kích đem những cái kia bay tới cự thạch thẻ thành bột mịn, thần thức trước tiên hướng dung nham tử địa trung tâm quét tới. Hiu hiu hiu, thiên hàn quân chủ cùng kỳ thanh trần mang theo mấy chục tên thiên hàn giới cường giả bắn ra, mọi người thần thức đồng thời quét tới. Địa sát vương nghị ảnh vương vẫn như cũ như thế, tất cả mọi người thần thức khóa chặt tại dung nham tử địa trung tâm đứng thẳng một bóng người trên thân. Người kia mái tóc màu đỏ, người mặc màu đen cực phẩm thần khí chiến giáp, trong tay cầm một cái bá khí hỏa long kiếm, bên người còn có mấy vạn bốc lửa dị thú. Hắn khuôn mặt bình tĩnh sừng sững hư không, dưới chân còn nổi lơ lửng nóng hổi nham tương, phối hợp bốn phía chấn động lòng người hình tượng, có khác một bộ nhiếp nhân tâm phách phong thái. Giang giật, kỳ thanh trần khẽ kêu, thiên hàn quân chủ trên thân khí thức một thịnh trực tiếp đem kỳ thanh trần cho chấn áp lại, bên kia giang giật nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, nhưng không có nói câu nào hoang hỏa đâu, ô thiên vương bọn người thần thức bốn phía liếc nhìn, không có phát hiện một tia hoang hỏa, toàn bộ người tưởng tượng nội tâm đại địch, xem ra dung nham tử địa bị đánh tan, hoang hỏa đã mất đi đất dung thân, sở dĩ tự tiêu tán. Giết, bảy người đều không có chút gì do dự, thân thể hướng trung tâm bắn tới. Truy sát một cái nho nhỏ giang giật để mọi người hao tốn lâu như vậy thời gian, còn ra phát hiện ra đủ loại ngoài ý muốn. Lần này bọn hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, chuẩn bị liên thủ trước tiên chém giết giang giật, Ha 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 ha, Giang giật đột nhiên cười to lên, trong tay hỏa long kiếm xa xa chỉ một cái hư không, đảo mắt bảy người một vòng nói, bảy cái phong vương cấp các người còn muốn mặt sao các người sống mấy trăm hơn ngàn năm đều sống đến cầu thân lên bảy đại phong vương cấp vây công một cái phi thăng không đến một năm hậu bối cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười có dám hay không cho ta một cái đơn đấu cơ hội bất kỳ người nào đều được. Giang giật thanh âm dùng thiên lực quán chú vang vọng phương viên vạn lý, tất cả mọi người nghe được, khắp nơi lập tức một mảnh xôn xao. Ô thiên vương đám người trên mặt hiện lên một tia nổi giận, nhưng vẫn là chơi chẽn tại tiếp tục vây công, toàn bộ bỗng nhiên ở giữa không chung, ô thiên vương quát lạnh nói, giang giật, người coi thường quân quy, loạn giết vô tội, phát rồ, sắp chết đến nơi người còn muốn xính miệng lưỡi chi lợi. Ha ha, giang giật cười nhạt một cái nói, ô thống soái, coi thường quân quy điểm ấy ta thừa nhận, loạn giết vô tội, phát rồ người sợ là già nên hồ đồ rồi a à ta lúc nào loạn giết vô tội, ta giết người cái nào là vô tội nếu quả thật muốn giết vô tội thần dương tộc giờ phút này còn có công việc của một người lấy người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Nói nhảm ta cũng không cùng các ngươi nói, dù thiên vương, có dám hay không đánh với ta một trận ngươi như sợ, có thể khiến người khác đánh trước một trận, các ngươi xa luân chiến cũng được. Giang giật trong tay hỏa long kiếm chỉ phía xa du thiên vương, trong mắt đều là khiêu khích chỉ ý, mái tóc màu đỏ bay múa, giờ khác này phong thái khí độ không kém gì tiểu ưng vương, để rất nhiều người âm thầm say mê. Du Thiên Vương một tấm khét lẹt mặt uốn éo, Giang Giật chỉ điểm muốn cùng hắn một trận chiến, trước mắt bao người hắn sao có thể e sợ chiến. Mặc dù Giang Giật trên người có quá nhiều quỷ dị, quá nhiều không xác định, nhưng hắn trong tay màu đen không đầu trường thương trước tiên xuất hiện, gầm thét tiểu tạp toái, nhận lấy cái chết. Thiên Hàn quân chủ địa sát phương mỹ ảnh vương kỳ thanh trần bọn người toàn bộ ngừng thở, các nàng cũng không có động, một là không thể động, hai là các nàng tại Giang Giật trong ánh mắt cảm nhận được một tia tự tin, một tia bá khí, tựa hồ hắn có được chém giết Du Thiên Vương tiền vốn. Làm sao có thể, trong bốn người tâm ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức yên diệt, đừng nói giang giật coi như phong hào chiến thần đỉnh phong cấp cường giả, cùng phong vương cấp chiến lực đều tranh lệch thiên địa. Giang giật tuyệt đối không thể nào là Du Thiên Vương đối thủ, càng không khả năng chém giết Du Thiên Vương. Hưu, Du Thiên Vương như một đầu dao long gào thét mà đi, không bằng hắn rất cẩn thận, không có mạo muội tới gần giang giật, xa xa ném ra một đầu hỏa long dùng tốc độ khủng khiếp hướng giang giật bao phủ đi tới tốt lắm giang giật trong thân thể huyền hoàng chi lực điều động nhục thân thoáng cái cường đại gấp trăm lần thân thể nhanh chóng lóe lên hỏa long kiếm thân kiếm đột nhiên nện ở bên cạnh một cái trên đá lớn cự thạch kia đối nơi xa gào thét mà đến hỏa long hung hăng đập tới oanh cự thạch bị oanh thành bột mịn giang giật tốc độ tăng lên tới cực hạn nhẹ nhõm tránh đi hắc long những cái kia thiên viêm thú lại bị nổ chết không ít giang giật trên bờ vai thôn thiên thú kêu hai tiếng, đầy trời thiên viêm thú bay múa hướng xa xa du thiên vương vào tới, mà giang giật thân thể tại thời khắc này thế mà biến mất, thả ra tiềm ẩn thuật, lặng yên hướng du thiên vương kín đáo đi tới. Ngu xuẩn, mị ảnh vương thầm mắng một tiếng, cũng không dám truyền âm qua cho giang giật, dù sao ô thiên vương đám người thần thức một mực khóa chặt giang giật, nếu là truyền âm khẳng định sẽ bị bọn hắn giật mình. Mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật rất biến thái, nhưng giang giật là cái gì cấp bậc hắn coi là du thiên vương không cách nào dò xét hắn thế mà chuẩn bị tiềm hành ám sát đây không phải ngu xuẩn là cái gì bạch hà vương thiên mạc vương bọn người mừng rỡ ô thiên vương khóe miệng co quắp động có chút không đành lòng rời con mắt trái lại du thiên vương lại tựa như không có phát giác được giang giật chân thân một bên đem bay tới thiên viêm thú đánh giết một bên giả bộ bốn phía liếc nhìn tìm kiếm giang giật chân thân hắn nói rõ là các loại giang giật tới gần sau đó một thương trực tiếp đâm chết Thiên Hàn quân chủ lắc đầu than nhỏ, hắn có chút lo lắng hướng Kỳ Thanh Trần nhìn lại, lại thấy được nàng một đôi mắt bày ra đến dọa người, khóe miệng còn cong lên một cái tuyệt mỹ nụ cười. Kỳ Thanh Trần đối với Giang Giật hiểu rõ vô cùng, Giang Giật tuyệt đối không phải ngu xuẩn, hắn làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Nàng tin tưởng Du Thiên Vương lần này, không chết cũng muốn trọng thương. Chương 1587, Du Thiên Vương chết. 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Bay qua mấy vạn thiên viêm thú bị du thiên vương đã chém giết hơn phân nửa, thiên viêm thú trên người hỏa diễm rất khủng bố, nhưng lực phòng ngự cùng tốc độ tương đối du thiên vương công kích tới quá yếu, hắn nhẹ nhõm có thể đập chết một mảnh. Du thiên vương thân thể bốn phía du tẩu, thần thức giả bộ như khắp nơi liếc nhìn tìm kiếm giang giật chân thân, hắn thần thức rất nhiều lần tại giang giật trên thân đảo qua, nhưng lại giả bộ như không có phát hiện, mặc cho giang giật tới gần. Du thiên vương không biết giang giật tới gần hắn muốn làm gì, Hắn cũng hoài nghi tới Giang Giật có phải là cố ý hay không nhưng hắn căn bản không tin tưởng Giang Giật có thể có cái gì sát chiêu, coi như tại thả ra một chút thiên viêm thú lại như thế nào không có hoang hỏa những này thiên viêm thú căn bản đốt không chết hắn, mà khoảng cách một khi rút ngắn hắn công kích, Giang Giật đem không thể trốn đi đâu được, trực tiếp có thể bị đánh giết. Hoang hỏa, nghĩ đến hoang hỏa, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi bọn hắn công kích thời điểm giống như nhiệt độ càng ngày càng thấp cuối cùng dung nham tử địa nổ tung sau hoang hỏa hoàn toàn biến mất ngay từ đầu bọn hắn đều coi là không có dung nham tử địa, hoang hỏa tự nhiên tiêu tán, giờ khác này lại đột nhiên cảm giác không được bình thường. Không được, nội tâm của hắn đột nhiên hiển hiện một tia báo động, hắn đột nhiên bừng tỉnh, màu đen không đầu trường thương đối bên trái đã cách hắn nửa dặm giang giật liền muốn phóng thích công kích. Đã muộn, ngu xuẩn, giang giật nhếch miệng cười một tiếng, thân thể từ giữa không trung thoáng hiện mà ra, hỏa long kiếm bên trên hỏa linh châu phát sáng lên, từng đoàn từng đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm xuất hiện, hắn vung vẩy hỏa long kiếm thả ra phong hệ đạo văn, hơn 10 đầu phong long mang theo từng đoàn từng đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm gào thét mà đi, bốn phía không gian toàn bộ vặn vẹo, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch phương viên vạn lý. Nguy rồi, ô thiên vương bọn người nội tâm đồng thời trầm xuống, bọn hắn khoảng cách giang giật ngàn dặm lại đồng dạng có thể cảm thụ kia kinh khủng nhiệt độ cao. Dù thiên vương khoảng cách giang giật chỉ có nửa dặm, hắn phụ cận nhiệt độ nên cao bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên, kỳ thanh trần khóe miệng nụ cười mở ra hoàn toàn, như một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn nở rộ, đẹp đến nỗi người lóa mắt. Thiên hàn quân chủ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ẩn núp địa sát phương cùng mị ảnh vương lại toàn bộ vui mừng, mị ảnh vương kinh nghi khóa chặt hỏa long kiếm. Địa sát phương tắc thì thào không ngừng, ta sớm nên nghĩ đến, kiếm của hắn làm sao có thể. Yếu như vậy, a à, một đạo như giết heo thanh âm vang lên, dù thiên vương trước tiên muốn chạy trốn, nhưng nhiệt độ quá cao, thiên lực của hắn nhiễu loạn tốc độ đại giảm, bỗng chốc bị phía sau hoang hỏa quét sạch đi vào. Không thể không nói phong vương cấp cường giả nhục thân quá mạnh, đương nhiên dù thiên vương mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp cũng có rất lớn quan hệ. Bị địa giới xếp hạng thứ hai, toàn bộ thế giới xếp hạng thứ 10 kinh khủng hỏa diễm quét sạch đi vào, hắn thế mà không có thoáng cái đốt là cho tàn, mà là tại giữa không trung lăn lộn không ngớt, quả thực là không có bị thiêu chết. Giang giật dừng tay, Ô thiên vương bọn người quát lớn, giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có dừng tay, ngược lại thân thể bay đi, tới gần du thiên vương trong tay toát ra một đoàn lục sắc hỏa diễm, đột nhiên đối hắn vỗ tới. Rất rõ ràng, cái này lục sắc hỏa diễm là giang giật thứ 9 khỏa tinh thần dung hợp mà thành, hỏa linh châu quá mạnh, vừa rồi hoang hỏa tướng hắn quét sạch đi vào, căn bản không có vấn đề gì, hỏa linh châu còn nhanh nhanh hấp thu hoang hỏa. Sở dĩ bảy tên phong vương cấp cường giả mới có thể cảm giác nhiệt độ càng ngày thấp, cuối cùng hoang hỏa đều bị giang giật hấp thu, mọi người mới không nhìn thấy bất luận cái gì hoang hỏa, coi là tiêu tán. Thời gian quá ngắn, giang giật chỉ vận chuyển một tia hoang hỏa vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cùng ngũ sắc hỏa diễm dung hợp, nhưng như thế một đoàn như vậy đủ rồi. Lục sắc dung hợp hỏa diễm rõ ràng đem trước kia hoang hỏa cường đại mấy phần, vỗ ra du thiên vương toàn thân tựu giấy lên hừng hực liệt hỏa, nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp đốt thành bột mịn, đem gấp rút phò tới ô thiên vương bọn người dọa đến mạnh mẽ đứng vững. Ông! Dù thiên vương bị đốt thành bột mịn, trên người không gian giới chỉ đồng dạng bị hủy diệt, nhưng hắn binh khí cùng chiến giáp đều là nguyên thủy linh bảo, tự nhiên không cách nào thiêu hủy. Giang giật bay tới một phát bắt được không đầu trường thương cùng một kiện màu trắng bạc chiến giáp, liếc mấy cái nhìn qua ô thiên vương bọn người, mở miệng nói ra, chật chật, đồ tốt a, à, các người trên thân nhưng có bảo vật như vậy tới đưa hai kiện cho ta như thế nào. Toàn trường tĩnh mịch, nhìn qua giang giật bên người hỏa diễm nhanh chóng bị hút vào hỏa long châu bên trong, nội tâm đều nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bao nhiêu năm không có phong vương cấp cường giả bị giết lần này mọi người tới là chứng kiến một trận rầm rộ, hoàn toàn chính xác thấy được, bọn hắn chứng kiến một cái phong vương cấp cường giả vẫn lạc, bị một cái phi thăng không đến một năm người trẻ tuổi dùng hỏa diễm đốt sống chết tươi. Nhất là giang giật trên mặt giờ phút này đều là mây trôi nước chảy mãn bất tại ý thần sắc, tựa hồ bóp chết một cái kiến tộc, tăng thêm còn lại thiên viêm thú bay tới, vây quanh hắn bay đầy trời, để mọi người càng cảm giác hơn kinh dị. Không sai, liền là kinh dị, giống như giang giật là lục ưng vương, mọi người có lẽ không có như vậy chấn động, hết lần này tới lần khác là một cái đối với bọn hắn tới nói tiện tay có thể dùng bóp chết tiểu nhân vật, một cái ti tiện hạ giới phi thăng giả. Không người dám động, càng là cường giả càng sợ chết, nhà bọn hắn đại nghiệp đại chết không nổi a à, dù thiên vương đều có thể nhẹ nhõm đốt giết, như vậy ngoại trừ ô thiên vương bên ngoài, mọi người giống nhau có thể nhẹ nhõm bị đốt giết. Xong đi lên, chỉ có thể cho giang giật đưa bảo vật. Thiên hàn quân chủ, địa sát phương mỹ ảnh vương cũng không không nhúc nhích, vừa rồi bọn hắn không có xuất thủ, giờ phút này càng sẽ không xuất thủ. Bọn hắn chỉ có lẳng lặng quan sát thế cục, ánh mắt đều nhìn về phía ô thiên vương, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Ô thiên vương con người lấp lẽ, nội tâm thiên nhân giao chiến. Quả thật hắn đối giang giật là thưởng thức, lên một tia ái tài chi tâm. Nhưng giang giật làm sự tình, đối với một mực thích giảng cứu nguyên tắc quy củ hắn tới nói, là không thể nào tiếp thu được hôm nay còn trước mặt mọi người đánh chết du thiên vương giống như mọi người như vậy thối lui đãng ma quân uy ở đâu địa giới trật tự làm sao duy trì lần này không giết giang giật địa giới khẳng định hội đại loạn giang giật tay cầm đại sát khí xem ai không vừa mắt đều có thể đốt giết ánh mắt hắn từ từ trở nên băng lãnh xuống tới trên thân khí thức vô hạn dâng lên giống giận toàn bộ người đồng loạt ra tay không nên tới gần giang giật cự ly sao anh sát hắn tốc độ của hắn cùng phòng ngự không được không giết giang giật địa giới tuyệt đối phải đại loạn Giết, câu nói sau cùng đả động mọi người, còn lại 5 người đồng thời xuất thủ hướng giang giật phóng đi. Binh khí trong tay lấp lánh, cuồng bạo sát khí trong nháy mắt khóa chặt giang giật. Lão tà, thủ hạ lưu tình, địa sát phương cũng nhịn không được nữa, nổ bắn ra mà ra, quát khẽ nói, giang giật không thể giết. Mị ảnh vương thân thể đồng dạng hiển lộ mà ra, quát khẽ nói, lão tà, dừng tay. Cùng một thời gian kỳ thanh trần ánh mắt bỏ ra thiên hàn quân chủ, cái sau bất đắc dĩ thở dài, lão tà, trước đừng động thủ. Giết, tam đại đỉnh cấp cường giả xuất hiện, cũng không có ngăn cản ô thiên vương sát tâm, hắn đôi mắt kiên định như sắt chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cái to lớn thiết côn, kia thiết côn vô hạn dài ra biến lớn, trong nháy mắt dài ra dài vạn trượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng đối giang giật nện xuống. Giết, mị ảnh vương địa sát vương hai người không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện triệt để chọc giận tới bạch hà vương thiên mạc vương bọn người, hai đại quân chủ xuất hiện muốn bảo vệ giang giật, như lần này giang giật không chết ngày sau còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua suy suy đúng lúc này hư không bên trên đột nhiên phát sáng lên một đạo bạch quang bắn nhanh mà xuống đột nhiên hướng ô thiên vương to lớn thiết côn vào tới một cỗ cuồng bạo tới cực điểm khí tức nương theo lấy bạch quang chấn áp mà xuống để bạch hà vương bọn người tốc độ đại giảm thân thể rung mạnh ách giang giật thần thức quét qua hổ khu cũng chấn động đầy mắt ngạc nhiên bởi vì đạo này bạch quang là một cái nhánh cây một cái cùng lần trước tại thần dương bí cảnh giống nhau như đúc nhánh cây